rồi, bữa nay không cho, mai cho xin nữa. Rồi anh tao có cây lai 150. Cái bữa bà nói nguyên nè, dễ nói nè. Nói sao? Mà, cái bữa, mấy bữa sau bà hỏi em chứ nó có nói gì không? Là không nghe nói, bà không nói. Mấy mới hỏi ra cái trả lời giống như cười. Tao cố tình mà, tao thấy ghét tao trả lời vậy đó. Từ đó nó mới nói đó. Ừ. Tao cố tình tao trả lời vậy mà. Thay gì mà mày hỏi, mày thấy nghe hỏi vậy thấy ghét rồi. Thay gì hỏi, ủa làm gì hôm qua là chắc lên một cái chú bỏ bán dữ lắm hay vậy thôi. Ừ, làm gì hôm qua chắc lên cái đó gửi nay hả, nó tiêu chưa nói giọng vậy là mày có bán nhạc. Trời ơi, ừ cả người ta làm tao bán mà đi hỏi nói chuyện vô rồi mày hỏi vậy đó mà rồi mày trả lời sao, tao ghét nói vô duyên tao trả lời vậy. Em lên tên lỡ nha mấy chị, tên lỡ với tên dài luôn, đồng giá 50. Tôm dài nằm đâu vậy? Tôm dài, tôm dài còn khoảng tầm 30-40 bộ rồi, em bán cho hết luôn ha. Em lên tên lỡ với pyjama tay ngắn rồi sale cho mấy chị. Chị Dung An nhận được tiền rồi chị đẹp. Em nhận được tiền rồi, mau lẹ quá, cảm ơn chị. Cái đó tên dài đó. Ừ. Tên em đang mặc là tên lỡ 50 ngàn ha. Rồi em bán tên dài cũng 50 ngàn cho các chị luôn. Chỉ trong livestream ngày hôm nay thôi. Tại vì hôm nay nữa lại hết tên rồi. Lê Yên em không kiếm được màu măng cục rồi chế ơi. Không có màu măng cục rồi bà ơi. Rồi bây giờ em lay tên dài cho các chị nè, 50.000 bộ. Tên dài mình còn size mấy vậy? 3, 4, 5. Tên dài, tên dài còn 3, 4, 5, 6 nè. Tên dài số 3 nè. Trời ơi 50.000 mặt đã luôn mấy chị yêu. Đồ bà ba là đồ sao chị? Em bây giờ còn ở đây là mẫu mới ra thôi à. Nè. Bộ này xanh lá chốt giùm em. Số 2 còn màu đen. Su len còn chị. Chị nào lấy xanh lá su len em bán hôm qua tới bữa nay luôn á chị Tuyền ơi. Bán 2 ngày rồi nên không bữa nay không có lên. Chị nào lấy tên dài chốt giùm em xanh lá số 3 50.000. Tên là tên Indo giùm em ha. Chốt thử đơn đi, có gì trục trặc thì báo chị Ngân ơi. Sim 1 là Viettel, sim 2 là Mobi hay gì nghe em. Rồi 50.000 chốt đơn giùm em. Tư qua không có em ơi, tư qua là lâu lâu nó mới về được lô à. Giờ kiếm tư qua không ra. Bà ba ống túm mà, bà ba ống túm em có mẫu 2 túi hả chị. Vậy rồi lấy lá 5 chốt, ở lá 3 chốt lá 3 giùm em 50.000 quần dài. Dạ không, lỗi em đăng mặt á là chỉ có lỡ thôi chế, còn em đăng like này mới là dài nè. Em đăng like này mới dài nè. Cái này là ton Indo giùm em. Quần 2 túi, quần dài 50.000 một bộ ton, em xả kho nha mấy chị. Sim 2 Mobi. Chị nào lấy lá 3, chốt lá 3 giùm em ha, 50.000. Xe này giùm em mấy chị yêu ơi. Ton này rút nhẹ hả chị? Ton này rút nhẹ mà êm lắm. Lá 3 hả, lá 3. Sao comment em không thấy nè. Comment của chị Nguyễn Thị Hiền em bắt không được nè. Rồi lá 3 chị Nguyễn Thị Hiền em chốt. 50.000 một bộ to là rất là rẻ luôn nha các chị yêu ơi. 85kg không có xay. Bà ba 100.000 chị yêu ơi. Xé thì mấy cục giấy cái kia ra luôn đi. Dành chốt like mà chốt mà. Rớt lớt hen. Lục nghề một cái là bắt qua chốt đơn liền nha. Lá 3 cho Nguyễn Thị Hiền. Rồi ok, 56kg mặt số 3 giùm em có 6 luôn nha Trinh. Rồi 50.000 ton dài và ton lửng luôn. Mấy chị yêu thương em đang mặc là lửng nha. Cũng 50 mà dài, bây giờ em còn ít thì em bán dài trước. 56kg chị mặc số 3 đi, chị dâu tay có 50.000 ton rất là đẹp. Cái
cái hàng này xỉ ra là 80 mấy ngàn á, mà tại vì xưởng nó thanh lý á mấy chị đẹp ơi. Chốt giùm em đỏ nha, đỏ này em đang cầm là xây 3 nè. Ghiền bà ba của em hả, bà ba vài bữa đó nha chị yêu ơi. Ok chị Lê Yên nha, chút xíu cho nhân viên gọi chị liền. Chốt giùm em đỏ, đỏ này em có đỏ 3, đỏ 3 chốt đơn giùm em, đỏ 3 60kg quay đầu, 60kg cao xíu to 50, lấy 4 bộ số 4 ha, 4 bộ 4 màu ha chị Dung ơi. Con này đẹp lắm chị Dung, rất nhẹ thôi, không có rất nhiều. 4 bộ số 4 cho chị Dung đi, có 50 ngàn à, mặc đi, mai mốt em không có về nữa đâu. Vì ton bán nhiều quá rồi, 4 bộ số 4. Mua 2 bộ lửng, dạ ship bình thường chị, 2 bộ đủ đơn rồi, 100 ngàn, ship 30, 130 chị Tuyết Sương ơi. Để em lên dài đi, chút xíu lên lửng. Rồi, đây, đưa đây, đưa. Nè 4 bộ em chốt thì chị Dung bỏ nha. Nè 4 bộ số 4 chốt cho chị nè, đẹp lắm. Dung vỏ nè, đỏ 3 em chốt chị Nguyễn Thị Hiền. Rồi ok. Chút chiếu chị, chiếu này chị lên 6 liền em. Đưa chị cọc số 6 qua đây em, có 50 ngàn bộ ton, ton dày đẹp. Cầm bên giùm em caro đỏ, 49kg bộ em mặc cho hơi rộng quá chị Triều Dương ơi. Cái này là ton dài cũng 50, ton ngắn cũng 50. Chị nào lấy caro đỏ chốt giùm em. Caro đỏ này em có size 3 nè, có size 3, size 4 nè. Caro đỏ 3, 4 giùm em. Anh vô anh chỉ con Ngân nó chốt đơn giùm em coi anh. Nay có nhân viên mới chốt đơn, có gì sơ sót mấy chị thông cảm giùm em nha. Rồi caro đỏ, caro đỏ này em có 3, có 4 nè, có 6 không? 6 nằm đâu? Caro đỏ này chị có 6 luôn nè Trinh ơi. 3, 4, 6, 3, 4, 6 giùm em có 5 không? 3, 4, 6 giùm em, 50 ngàn con dài. À về chị bóp lại lại ha. Rồi đỏ, đỏ em chốt cho chị đỏ nè, đỏ này, đỏ này, đỏ này em chốt chị Diễm Thúy 50. Rồi bộ em mặc size 2 cho chị Triều Dương. Bộ mặt này nè, trong đó đó. Rồi cho em số điện thoại nha cục vàng ơi. À, đưa qua đây chị cọc số 6 ơi, số 6 75kg có. Triều Dương đâu? Chưa, từ từ. Mấy số 6 nè. Rồi số 6 nè, 75kg về vừa luôn. Nè. Chốt giùm em tím, tím này em có 3 nữa. Dục cái cục đỏ ra coi chị coi 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 là nó bông hoa gì. Tím này em có 3 nè. Tím này em có 3 và 6. 50 ngàn ton, ton dài giùm em. Quần 2 túi nha, chút xíu em lên lỡ liền. Lỡ có bông đẹp lắm. Tím này giùm em size 3 và size 6 chốt đơn. Em đang bận là ton đó chị Nguyễn Ngọc, ton lỡ. Em đang like cũng là ton luôn. Bộ dài không, em đang mặc là lỡ nha chị. Em đang mặc là lỡ, 50 ngàn dài cũng 50. Comment giùm em trắng cam. Trắng cam này em có xây. Trắng cam này em có xây 6 nè. 50 ngàn. Xây 4 một bộ nữa các chị. Trắng cam xây 6. Tím 6 chốt chị Cẩm Loan. Ok chị đẹp, 50 ngàn. Bộ dài em không có số 2 chị ơi. Một bộ 50 giùm em, comment giùm em là xanh ghi. Xanh ghi số 6 nè Trinh ơi. Xanh ghi là lên rất là đẹp nha, 50 ngàn. Xả kho lỗ vốn đó mấy chị. Số 6 75 76kg ha. Rồi chốt giùm em xanh hồng. Chốt giùm em xanh hồng. À, cái hàng em mặc hả? Hàng em mặc hết số 6 rồi, hàng em mặc có tới số 5 thôi. Hàng em mặc là lỡ. Rồi chốt giùm em xanh hồng số 6. Số 6 có hết bộ nè. Nào. Đây, đưa đây chị. Lỡ em có số 6 nè. 70kg cho chiều cao. Số 6 em có xanh đậu mẫu này nè chị Loan ơi, lỡ nha. Xanh hồng 6 cho Trinh Trinh. Đâu rồi? Đâu rồi? Ừ. Rồi lỡ này số 6 nè, comment giùm em xanh đậu 6, quần lỡ 50 ngàn.
giùm em xanh đậu 6 nha. Xanh đậu 6. Quần lỡ cũng 50, dài cũng 50. Ba bộ tôn dài số 4 em chốt chị Lanh Lê. Ba màu. 70 kg, cao 1m50 hả? Áo dài, quần dài về phải cắt lên giùm em mới được, nhưng chị Nguyễn Ngọc là mặc số 6 á. Đậu 6 em chốt chị Cẩm Loan. Rồi. Hai bộ toan số 3 màu tối, quần dài em chốt chị Đinh Hồng. Rồi ok em chốt. Trời ơi cảm ơn giùm em lá 6 đi chế Loan. 65 kg cho em chiều cao đi, chút xíu lên lửng cho mấy chị. Tại vì dài em còn mấy chục bộ à. Hai bộ lửng số 3 em chốt chị Kim Ngọc. Hai bộ lửng số 3 chốt chị Kim Ngọc hai màu. Lỡ hai bộ số 3 chốt chị Thuy Nguyên. Trời ơi lá giùm em lá 6 lỡ nè. Lá 6 lỡ có 1 bộ 1 à. Chắc sắc luôn. Lên số 3 màu giùm em. Chia sẻ like giùm em nha. Rồi lên số 6 thì chị không chọn qua tuột lên số 3 nè. Lá 6 chốt chị Nguyễn Ngọc. Quần dài em còn nè chị. Mà chị mặc xe máy. Chị Su Kim ơi. Quần dài em còn ít nè. Dạ không. Không có 100 kg chị. Nguyễn Ngọc cho em số điện thoại nha. Lỡ được chị số 3 lên đây tập 2 tập rồi. Bộ của em không có số 6 nha chị. Rồi số 3 nè. Số 3 em có màu da, lá 6 em hết. À lá 6 còn. Gì em? Đúng rồi. Lá 6 chốt chị Lisa nè. Lá 6 em hết. Rồi lỡ chốt đơn giùm em, màu da số 3. Màu da số 3 chốt đơn giùm em. Ai chuyển khoản nữa. Ba bộ lửng số 3 chốt chị Kim Ngọc. Thêm bộ số 3 nữa. Da 3 lỡ 50 ngàn. Ton này về mặt mấy chị không nghĩ là nó giá 50 đâu. Phải nó 70-80. Da 3 chốt chế Xu Hào. Lấy cho chị cái sọt bọc qua đây nha. Da 3 em đang bận có số 2 hả chị. Da em hết nè. Rồi bắt đầu em lên số 3. Đưa số 3 lên đây cho chị luôn. Da hết nha. Chị Triều Dương mặc số 2 thôi, chị số 3 rộng lắm. Chốt giùm em lý 3. 50 ngàn rồi chị. Da 3 em hết rồi. 50 ngàn lỡ nè, comment giùm em lý 3. Da 6, có da 6 kìa. Đây nè. Da 6 cho Lisa. 65 kg mặc số 4 thì chị Tuyết Xương cho em chiều cao nữa. Lý 3 cho Xuân Hào em chốt nè. Lý 3 chị Diễm Thúy nè. Quần dài nó dài em lên rồi á, chị Su Kim mặc size mấy em lên quần dài cho chị nha. Số 2 lấy ra cho chị dài cục số 2 luôn. Lý 3 em chốt chị Nguyễn Hà. Lý 3 em chốt chị Nguyễn Thị Hằng 50 ngàn. Trời ơi nó đẹp má ơi luôn á. Số 2 ở đây hả? Rồi đem lên dài bộ số 2 cho mấy chị, mấy chế lựa nha. Trời ơi bộ ruốc này đẹp quá nè. Ruốc 3 55-60 kg giúp em. Ruốc 3 chốt đơn giùm em. Dạ không, đang like cái này là lửng, không có dài nha chị. Cái bông này bông lửng mà chị gắn qua dài em không có. Xỏ xả chị Diễm Thúy ra lý 3 em đi. Chị nào lấy giùm em là ruốc. Ruốc 3 đang em đang bán là lửng chị. Mà cái bông lửng mà chị gắn qua dài là em không có chị ơi. Chốt giùm em ruốc 3 lỡ 50 ngàn. Mấy chị mua hàng kỹ giùm em nha. Để thôi à, giao tới rồi không nhận nữa. Bây giờ hỏi 50 ngàn bộ ruốc 3 em chốt Xuân Hào. Em không biết luôn, bây giờ kiếm giùm em đi anh. Ruốc 3 chị nào lấy 60 kg, cao xíu đổ lại vừa. Ton 50 ngàn, con lỡ em đang mặc. Ruốc 3 chốt đơn cho chị Nguyễn Hằng. Ruốc này đẹp lắm. Chị nào lấy ruốc chốt.
lựa màu cho này giùm em đi chị, em đang like về lựa xuống chết. Chị đâu lấy rút ba, chốt rút ba giùm em nha. Rút ba, chốt rút ba cái này số 2 hả? Cái này là xanh đậu rút ba. Rút ba chốt Nguyễn Hà. Màu này chốt giùm em là xanh đậu số 2 nè. Xanh đậu xay 2 nè, em có được 2 bộ chốt đơn. Xanh đậu xay 2 55kg cao xíu đổ lại. 55kg cao tầm 1m6 nha, mặt số 2. Giờ ông chạy em đi mua sim nữa. Hôm nay tao nói phải tiền mặt tỷ sống nổi với ổng. Xanh đậu số 2 chốt đơn giùm em. Đậu 2 em có 2 bộ nha. Chị mặc ton đùi hả? À cái này lửng mặt số 3 được hả chị Ngọc Mỹ không giấu ơi. Chỗ này là chốt giùm em. Chị đâu lấy chốt giùm em. Đậu 2 cho Triều Dương nè. Đậu 2 chốt Triều Dương. Mấy chị không mua số 2 em lên 3-4 cho khách nha. Chứ mấy chị lên mà mấy chị không lựa gì trơn. Đậu 2 cho dâu tay em chốt cho người khác không mấy chị ơi. Chốt giùm em là Dương 2. Dương 2 chốt đơn giùm em, trời ơi có 50.000 thôi. Dương 2 chốt đơn giùm em 52-53kg. Dương 2 lên chuyện cặp số 4 rồi. Rút 3 giùm em, Dương 2 chốt Triệu Dương nè. Rút 3 giùm em nè, chị nào lấy rút 3. Rút 3 chốt đơn giùm em 50.000. Dương 2 cho dâu tay. Rồi. Chị này lấy rút 3, chốt rút 3. Không có hàng chị ơi, 6 hết rồi, đừng comment tùm lum tùm la giùm em. Rồi Dương 4. Em đang like từng xay với mấy chị. Xanh đen xay 4 giùm em 60-65kg. Xanh đen xay 4 60-65kg. Chị nào lấy chốt giùm em xanh đen số 4. Quá đẹp luôn, có 50.000 thôi các cục vàng ơi. Rồi đen xanh đen số 4 chốt đơn giùm em, xanh đen này có số 3 không? Cục này số mấy? Xanh đen này em có 3 có 4 chốt đơn giùm em. Xanh đen này chị Nguyễn Ngọc ơi, chừng nào em lấy số 6 em chị chốt. Mà đợt lửng này số 6 em không có, hết rồi. Xanh đen 4 em chốt Xu Hào, xanh đen em có 3 luôn. 70kg cao 1m5 mà sao mặc số 4 được, comment chị. Xanh đen 3 chốt cho dâu tay. Số 3 xanh đen 4 mà. Ờ xanh đen 4 cho Xu Hào. Xanh đen 3 cho Hồng Cẩm. Xanh đen 3 cho Nguyễn Hằng. Xay 4 là không bao giờ vừa nha chị ơi. Xay 4 là không có vừa đâu chị. Xanh đen 3 em chốt cho Nguyễn Hà. Xanh đen 65kg chốt cho Diệu Trang. Cho em số điện thoại đi chị đẹp. 50.000 bộ ton lỡ nha. Rồi Diệu Trang cho em số thoại. Đỏ đô 4 chốt đơn giùm em 60-65kg. 65kg mình cao xíu giùm em gái. 1m5 mấy, gần 1m6 chị bận số 4. Trời ơi cái mỗi xưởng nó có mỗi phơm đồ khác nhau. Chị ton mà chị mặc số 4 là rách đồ nha chị ơi. Ton mình không có đồ giảng. Chị nào lấy chốt giùm em nè. Đỏ đô nha. Đỏ đô chốt đơn giùm em số 4 cho Xu Hào. Đỏ đô em có được 3 bộ, chị nào lấy chốt đơn. Đỏ đô 4 em có được 3 bộ, chị nào lấy chốt đơn giúp em. 65kg cho chiều cao đi mấy chị nha. Cho thêm em thêm một cái chiều cao nữa chứ cái cân nặng không là em không có cân được. Nên này chị đọc số 4 đâu. Đỏ đô chốt đơn giùm em còn 2 bộ nữa nè. Diệu Trang ơi, mình 65kg mình cao nhiêu chị? Đỏ đô 4 cho chị Thanh Tuyền nè. Thanh Truyền 50.000 bộ lỡ. Nè em đang mặc nè. Đẹp xuất sắc không nè. Trời ơi 50.000 toning đô không mỏng đâu. Trời ơi 65kg cao 1m5 phải mặc số 5 mới được chị. Số 4 không vừa nha. Quá thấp.
Em không hỏi cao bao nhiêu là chốt rất lớn hết trơn rồi. Chị phải cao 1m57, 1m58 chị mới mặc vừa số 4 được chị đẹp. Chốt giùm em xanh dương số 4 nè. Trời ơi xuất sắc không. Xanh dương số 4 chốt giùm em. Đỏ đô số 4 chốt đào lê. Em mặc số 2. Bà ba chị hỏi bà ba gì chị Quy Minh ơi. Dương 4 chốt dương 4 giùm em. Dương 4 chốt dương 4 giùm em đi mấy chị đẹp ơi. 50.000 bộ son. Trời ơi màu xanh này đẹp quá trời luôn. Kẹo chuối em không có bán rồi chị, bây giờ em không bán đồ ăn nữa, em còn mất đu đủ đó là 50 ngàn là em hết rồi, em không bán đồ ăn nữa. Tại vì không có thời gian để like. Dương 4 chốt Thu Nguyên. Chị nào lấy lá 4 chốt giùm em lá 4 nè. Xuất sắc chưa, lá 4 50 ngàn. Lá 4 chốt giùm em 60-65kg nha. Lá 4 số 6 em có xanh đậu nè. Dạ. Đang mặc số 2 chốt Quy Oanh. Lá 4 chốt chị Xu Hào. Em có đậu 6 nè. Đậu 6. Cái này là ton nha mấy chị. Đậu 6 75kg đậu về chốt đơn giùm em đậu 6. Đậu 6 chốt đơn giùm em. Thì ton này ống nhỏ mà chị. Ton mà mình đâu có may mà vừa cái quợt cái người mình được. Đậu 6 Phù Kim Châu. Đậu 6 em chốt Cẩm Tiên. 75-76kg cao nha. Nhớ giùm em 75kg mét rưỡi. Không vừa. Trời ơi bộ hồng này xuất sắc quá mấy chị. Có 50 ngàn à nè. Hồng 6 chốt đơn giùm em. Thấy cái áo tảng mình ái không. Hồng 6 chốt đơn giùm em. Thấy cưng quá. Có số 5 xíu lên số 5 liền. Đậu 6 cho Su Kim. Hồng 6 em có một bộ duy nhất. Con lỡ. Hồng 6 chốt Liên Sa Nguyên. Vàng 6 chốt đơn. Trời ơi màu vàng này quá trời đẹp luôn rồi. Trời ơi màu vàng xuất sắc luôn ý. Chị nào lấy chốt giùm em. Chị nào lấy chốt đơn giùm em vàng. Vàng 6 em có một bộ. Trời ơi xuất sắc không. Vàng 6 em chốt chị Lisa. Trời ơi đỏ. Em nghe chị. Rồi. Rồi rồi trả qua liền đi em đang bán rồi. Chút xíu em lên giả váy cho mấy chị nè. Chút xíu đầu giả váy về. Cực kỳ đẹp và cực kỳ rẻ luôn ha. Đỏ 6 em chốt chị Cẩm Tiên. Lá 4 em chốt chế Đào Lê. Rồi em cảm ơn chị Đào Lê. Đỏ em còn đỏ. Dạ bên em đang chuẩn bị chốt đơn á chị Ngọc Dung ơi. À, cái màu nó đẹp dữ lắm. Giờ thấy like vẫn còn ham. Mua 12 bộ rồi hả? Dạ rồi mà nó rẻ quá trời luôn ha chị Thu ha. Có 50 ngàn à. Nhiều. Đỏ này đỏ 6 em còn bộ này. Nhiều chị nói 50 ngàn chắc về mặt không được đâu. Chắc giải nó mỏng giặt lần nó rách. Không có đâu. Giải vẫn dày vẫn ok. Tại vì hàng này là người ta thanh lý. Cũng như người ta tồn nhiều quá. Người ta tồn 5-10 ngàn bộ rồi đó. Thanh lý lỗ lại người ta lấy cái vốn ha. 70kg cho em chiều cao. Đỏ 6 em chốt chị Cẩm Loan. Coi số 6 còn không em. Hồng 6 nè. Trời ơi xuất sắc luôn trời. Hồng này bông gì vậy ta ơi. 50 ngàn mua đi mốt tìm em nữa. 55kg. Không vừa bự quá hả? Ton này nó còn gút đó bà ơi. Gút đó nha. Em lại mặc số 2 nè mấy chị thấy nè. Ton mà chế. Mặc thoải mái đi. Ton không có mặc ôm được nha. Cục vàng ôm quá mà ngồi xuống mặt cái tẹt. Hết số 6 rồi. Em còn duy nhất bộ hồng 6 rồi. Đó là em gái hết 6 rồi. Cái gì kỳ hết 6 rồi. Rồi bây giờ lên xe máy nè. Rồi. Đỏ 6 em hết, em còn bộ hồng 6 thôi. Rồi bây giờ lên số 4 tiếp đúng không? Rồi giờ lên 4 nè. 6
60-65kg cho mấy cục vàng em. À cái gì à, 7kg cho mấy 56 mà xuống 5 đi à, ăn giặt ơi. Rồi cảm ơn giùm em Lý 4. Trời ơi, xuất sắc luôn, 50.000. Trời ơi, ở đâu mà mấy chị mua được bộ ton chút xíu, giả váy về, giả váy về. Người ta bán 160-170, em ghé bán 130 thôi. Đẹp cực kỳ luôn, giả váy dài. Chế nào lấy chốt giùm em Lý 4 cho Su Hào nè. Lý 4 em lên số 4 rồi em lên số 5 liền nha. Lý 4 đẹp quá. Lý 4 1 bộ 2 bộ 3 bộ nè. Chốt đơn giùm em 60-65kg. Chốt đơn Lý 4 đi, 47kg không có. Quần nha. Lý 4 em chốt chị Hồng Cẩm nè, 50.000. Vàng 4 giùm em ha. Đùi 45.000 chị. Lý 4 cho Bích Phượng, chị Bích Liên. Bích Liên ơi cho em gái xin số điện thoại. Rồi à, Lý 4 cho chị Ngọc Huệ Quỳnh. Rồi em chốt Lý 4 ạ. Lý 4 cho Phan Kim Ngân. Lát chọn bông trên này giùm em đi cục vàng. À, nhận đồ rồi hả? Ok không chị Công Trinh? Chốt giùm em vàng 4 nè. Trời ơi, vàng 4 cho chị Thuy Nguyên. Trời ơi xuất sắc luôn trời. Xuất sắc bộ đồ màu vàng luôn. À, chị Phúc Phạm ơi, chị nhiêu ký dạ số 6 hả? Số 6 em hết hàng rồi. Vàng 4 cho Su Hào. Đỏ đô số 4 hả? Đỏ đô số 4 em có bông khác xíu em ra bán liền. Vàng 4 chốt đơn giùm em 60-65kg cao nha. 65kg cao giúp em. Trời ơi, số 6 em hết hàng rồi chị. Nguyên một vườn hoa hả? Rồi vàng 4 chốt chị Cẩm Tiên. Đẹp lắm, mặt rất là sang. Không phải nổi gì đâu, tại mình lớn tuổi mặc mấy cái bông chân này sang. Trời ơi, cam nè. Chị Tiên ơi, cam 4 đẹp quá chị Tiên ơi. Đứa hôm qua đang chuẩn bị điện á Kim Phụng. Rồi nếu như chị dồn là ngày mai em gọi nha. Rồi cam 4 chút Bích Liên. Chịu thì em dồn. Để thôi chị nói lâu quá không gọi bà nữa, bà giận hờn em nữa. Rồi cam 4 em chút chị Cẩm Tiên. Rồi em có 2 bộ nghệ thôi. Cam 4 em chút chị Bích Phượng. Em có 2 bộ nghệ thôi nha. Đẹp quá. Xíu em lên số 5 liền. Soạn số 5 ra cho chị này. Rồi dạ không có số 7 chứ đẹp ơi, nghệ nè, nghệ 4 nè, em có 2 bộ thôi. Ở ngoài cái hình á nó đẹp lắm. Ở ngoài nó đẹp cực kỳ. Trời ơi chốt giùm em nghệ 4. Trời má ơi. 2 bộ à. 2 bộ. Đầu đùi số 5 em có hàng á, 45.000 bộ em đang giảm. Chị muốn mua như màu gì? Nghệ 4 hay chị Thanh Truyền? Nghệ 4 em có 2 bộ. Nghệ 4 chốt Su Hào là em hết. À bộ này là em có một bộ một nè. Bộ này cầm anh giùm em màu rong biển đi. Rong biển xây 4 một bộ ha. 60-65kg cao xíu. Cam 4 em chốt Đào Lê. Rồi mới điện thoại chốt đơn. Phần gửi Phan gửi. Xả cái đơn tôi không ra, kiếm cái đơn tôi không ra chị đi ngon ơi. Rồi trời ơi trời, 50.000 bộ hỏi mấy bộ miễn ship bà nội ơi. Rong biển chốt Su Hào. Chị nghĩ 50.000 rồi em lời nhiêu trong này chị? Lời 20.000 bộ hả? Rồi chốt giùm em Tiến Thang. 48kg chắc mặt hơi rộng rồi chế. 48kg mặt size 2 em đang mặc nè hơi rộng. Chốt giùm em Tiến Thang số 4 một bộ. Tiến Thang số 4 em gái có một bộ nè. Chốt giùm em màu này là màu tím sen. Tím thang cho Su Hào, tím sen số 4 một bộ nha. Dạ số 6 em hết rồi cục vàng. Rồi chốt giùm em hồng ruốc số 4 nè. Hồng ruốc số 4 nè. Em có cái vàng này chốt giùm em là vàng nghệ số 4, 60-65kg, 50.000 một bộ. Đừng hỏi tiền ship giùm em nha. Trời ơi cái giá đồ thấy là biết rồi. Cho chị 4 bộ đỏ cam nghệ. Một đùi hồng 4 chút Su Hào nè. Chốt giùm em này là nghệ giùm em đi ha. Nghệ 4 em có bộ 1 hồng này nè. Rồi chốt giùm em nghệ 4 nè. Rồi mấy chị muốn mua xe máy sen 4 Thu Thiển Nguyên. Dạ em hết hàng rồi chị. Sen nè.
Rồi mấy chị muốn mua size mấy nha? Đang gọi cục vàng ơi, nghệ 4 chốt chị Bích Phượng nè, cái bông mới. Rồi bây giờ em lên xuống 5 nha, cho mấy chị 65 70 kg. Vàng 4 này chị nào lấy chốt đơn luôn giùm em. Hồng rút chốt cho Hồ Hồng. Ủa Hồng rút hết rồi chị Hồ Hồng ơi. Pyjama hôm nay không có bán rồi Ly Trúc ơi. Chắc không có thời gian rồi quá. Rồi em lên size 5 nha, 65 70 kg mình sang sen vô ha. Size 5 em có. Em đâu có nói cũng được đâu chị, 56 kg tùy, to là phải mặc số 3 đi chị ơi. Nè size 5 nè chị. Size 6 quần dài hả? 6 quần dài nãy em like đầu like rồi chị ơi. Chị nào lấy xanh vào mà sen quần dài vô cái nó lộn xộn tùm lum hết trơn rồi chị Su Kim ơi, cái khách họ khách tưởng mình bán quần dài không à. Vàng 4 chốt chị Bích Liên. Rồi chốt giùm em xanh đen size 5. Lỡ nha, trời ơi trời, má ơi xanh đen này nó đẹp khủng khiếp đi trời. Xanh đen số 5 em gái có được 4 bộ chốt đơn 70kg quay đầu cao xíu. Xanh đen 5 chốt chị Diễm Thúy đang bán là lỡ đừng vô chọn dài giùm em nha mấy chị ơi. Rồi xanh đen chốt đơn giùm em có 5 bộ. 4 bộ 60kg lát chọn giùm em đi chị Nguyên Như nha. Chọn màu đi chị cho nó dễ nha cục vàng. Rồi chốt giùm em xanh đen 5. Không chọn số 5 thì em xuống số 3 cho mấy chị chọn nha. Xanh chốt cho Hồ Hồng nè. Xanh đen số 5 chốt cho Cúc, cô Cúc. Hồng sen 6, trời không nhớ chị Thu ơi. Rồi chốt giùm em xanh ghi số 5, trời ơi 50 ngàn. Xanh ghi số 5 chốt đơn giùm em quá đẹp. Quá đẹp giùm em xanh ghi size 5. Xanh ghi này số 5 em có 2 bộ thôi. 2 bộ thôi, rất là đẹp luôn. Cái màu này nó rất là sang. Size 2, 52, 53 kg. Ghi 5 chốt cốt, quần lỡ không có chị. Ghi 5 cho Phù Kim Châu. Số 1 em không có cục vàng ơi. Xanh đen em có số 4 nha chị Thu Thị Nguyễn ơi. À ghi em còn 2 bộ nữa. Hai ghi còn 2 bộ số 5. Không thấy. Ê trời ơi 3 bộ luôn. Ông nội ơi, ấy 4 bộ luôn. Trời ơi còn 4 bộ ghi. Ê 5 bộ luôn. Tào lao à. À Kim Kim Ngọc hả? Có ai gọi cho Kim Kim Ngọc chưa mọi người ơi? Chưa có tới chữ N. Chưa chắc. Xanh đen số 5 chốt chị Kim Trúc. Đi đơn giùm em 2 bộ nha. Rồi. Trời ơi màu tím giùm em 70kg đổ về. Tím này em có được 2 bộ hả Nga em? Tím chốt đơn giùm em tím 5 2 bộ. Tím này chốt đơn giùm em tím 5 2 bộ. 2 bộ thôi. Tím này có thay máy giùm chị coi. Tím này em có thay 3 luôn nha. Tím này em có size 3 luôn. 60kg đổ về tím 3 và tím 5. Chốt đơn tím 5 2 bộ nè. Cái gì vậy? Đúng 50 ngàn bộ rẻ như cho mấy bạn. Bán vốn lại không có lời gì. Chốt giùm em hồng 5. Hồng 5 này em có 2 bộ. Tím 5 chốt chị Mai. Tím 3 chốt chị Hằng. Tím 3 chốt dâu tây. Nhanh cái tay lên yếm. Tím 5 chốt Hồ Hồng. Tím 5 coi mình còn bộ nào nữa không. Chốt giùm em hồng. Cái này là ton nha chị. Bộ đang mặc có số 4 không hả? Đang mặc hình như hết số 4. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em. Rồi được chốt tím 5. Cho Kim Trúc. Hồng 5 cho Mai Nguyên. À, hồng 5 cho chị Kim Châu. Hồng sen à, chọn lại giùm em số 3 đi chị Nguyên Như ơi. Tại vì nó không có trùng trùng xây đâu chị. À, đỏ 5 cho Mai Trần đang mặc nè. Hồng 5 mình còn không em?
em số điện thoại đi chị Mai Trần. Hình như hồng ruốc xe năm em hết rồi, em còn hồng tươi nè, chị nào lấy hồng tươi. Hồng ruốc em hết rồi nha chị Mai Trần, em chốt chị màu đỏ đô à. Riêu giùm em riêu 5 đi, riêu 5 em có được 3 bộ nè mấy chế. Trời ơi riêu 5 em có được 3 bộ đẹp quá. Xuất sắc luôn. Xuất sắc riêu 5 giùm em 3 bộ 70kg đổ về. Riêu 5 chốt tốt Mai Nguyễn. Em còn bộ riêu 5 nữa chốt đơn. Mấy chị size 5 tranh thủ mua nha. Em gái like qua một cái là em like size khác, tại vì nó nhiều size. Riêu 5 cho Phù Châu là em hết riêu 5. Riêu 5 em hết rồi chị Yến ơi. À rồi còn bộ chốt chị Yến Yến Trần. Chốt giùm em lý 5. 50 ngàn một bộ. Lát em xuống số 4 like cho mấy chị. Riêu 5 chốt đơn giùm em. Lý 4 nha, à, lý 5. Xin chị. Lý 5 chốt đơn giùm em. Quần dài hết hàng rồi bạn. Có bộ nghệ này số 5, không có số 7 bạn ơi. Có bộ nghệ này số 5 đẹp ghê nè, chốt em nghệ 5 đi. Bộ 1 nghệ 5, 50 ngàn ha. Nghệ 5 chốt đơn quá đẹp luôn. Xuất sắc rồi. Rồi lên số 3 nè. Nghệ 5 cho Yến Yến Trần nè. Nghệ 5 hết. Chốt giùm em là xanh ngọc đi. Lý 5 cho Hồ Hồng. Xanh ngọc giùm em số 5. Xanh ngọc số 5 giúp em nha. Xanh ngọc số 5 hình như được xanh ngọc này em được 3 bộ. Ngọc 5 chốt đơn giùm em. Ngọc 5 cho Phù Kim Châu. Ngọc 5 cho Mai Nguyên. Em tím đi mấy chị. Tím 5 70kg đổ về. Tím 5 chốt đơn giùm em. Có được 3 bộ tím thôi. 3 bộ tím 5 cho Lisa. Tím 5 cho Lisa. C6 80kg không vừa chị. Tím em có 3 bộ thôi. Chị nào lấy tím 5. Tím 5 cho Mai Nguyên. Rồi qua số 4 đi em ơi. Số 3 hồi nãy mình còn nhiều không? Bên này số mấy ạ? Rồi qua số 3 nè. Xanh đen số 3. Đỏ nào. Vàng 5 mình có hàng không? Chốt giùm em xanh đen số 3. Vàng 5 Mai Trần em chốt cho số điện thoại đi chị Mai Trần ơi. Cho em số điện thoại đi chị. Xanh đen số 3. Xanh đen này em có 2 có 3 nha. Ton nha mấy chị, xanh đen 2 3. Chốt đơn giùm em xanh đen này em có size 2 và size 3. Xanh đen này em có 2 có 3.
dương nè, em có dương 3, chốt đơn giùm em dương 3. Xuất sắc luôn, 50.000. Nè. Dương 3 chốt đơn giùm em. Dương 3 chốt đơn. Đó em đã mặc số 5 hết. Chị nào lấy xanh ghi chốt xanh ghi giùm em số 3. Xanh ghi này em có 2 và 3, 50.000 bộ. Xanh ghi này có số 5 luôn, chị nào lấy chốt đơn giùm em. Chị nào lấy chốt đơn giùm em xanh ghi 235. Đồ giả váy chuẩn bị qua mấy chị ở trong live đừng đi nha mấy chị. Xanh lá chị. Xanh lá chị ơi. Rồi. Ghi 5 cho Mai Nguyễn. Đỏ chị mặc có số 5 không? Bộ này em mặc là khách hỏi te tua bỏ đó luôn. Số 5 bộ màu hồng, qua giúp cái chuyện bộ hồng sen đây. Đỏ 5 có màu này thôi. Xanh dương số 3 cho chanh, chanh cherry. 80-80kg không vừa chị. Ghi 5 cho hồ hồng. Đỏ đô xây 5 giùm em có bộ nè, 70kg quay về. Ghi 3 chốt Nguyễn Hằng. Đỏ đô số 5 có bộ 1 hả? Ừ. Đưa cái màu hồng, màu hồng qua đây chị coi. Hồng tươi đó đó. Ừ lấy đi chốt cho cô Cúc. Hồng tươi số 5. Trời ơi, xuất sắc luôn. Ừ. Coi coi số 5 còn màu gì nữa. Hồng tươi số 5. Trời ơi, xuất sắc sang luôn. Hồng tươi 5 chốt đơn. Hồng tươi này em có 3 luôn nha. Hồng tươi em có 3. Không, 1 giây chị. Còn bộ đỏ này. Đỏ chốt su tim. Ngàn một bộ, chốt giùm em là rêu. Rêu 5. Rêu 5 chốt đơn giùm em, còn được 3 bộ. 70kg quay về mặt số 5, rêu 5 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ. Chốt giùm em rêu 5. Bán quần lỡ thì hỏi quần dài. Bán quần dài thì khách vô hỏi quần lỡ thì chứ. Rêu 5 chốt đơn giùm em. 3 bộ đủ màu chốt quỳnh quỳnh. Rêu nè. Lý nè. Đỏ nè. 3 bộ giùm anh. Rêu chốt size 5 là nha Linh Cherry ơi. Chị thấy lúc em chốt size 3, lúc em chốt size 5 là sao em? Tan lên là size 5 nha. Linh Cherry rồi quỳnh quỳnh. Quỳnh Quỳnh, Quỳnh Quỳnh là 3 bộ nè. 3 bộ chốt, nó có 1 bộ rồi. Được cho ghi là ghi rồi hả? Cho ghi không biết nữa, lúc chọn số 3, lúc chọn số 5 không biết luôn, không luôn. Chốt giùm em dương 5 em có 1 bộ. Dương 5 em có 1 bộ. Chốt giùm em dương 5 nha. Có 1 bộ mà dương xuống có 5. Cam 5 chốt đơn giùm em. Cam 5 chốt đơn. Dương 5 chốt chị Mai. Số 5 mình còn màu gì nữa. Ừ. Ủa Linh Cherry ơi, chị cuối cùng là chị mua size gì vậy chị? Số 5 em nói nãy giờ là 65-70kg hả chị? Lúc chị chọn số 3, lúc chị chọn số 5 là mặt không vừa là em không có đổi trả đâu nha chị ơi. Hồng dương cam.
Cái này mình có like rồi. Rồi lên cho chị số số 3 mình còn cái gì? Ừ, đây số 3. Tự mấy chị chọn size là mặt không vừa, em không có đổi trả đâu nha mấy chị. Số 3 còn ở dưới đây hả? Bốn mươi tám ký không có size rồi chị. Chị nào lấy đỏ chốt đỏ giùm em, đỏ 3. Số 3 bây giờ em còn ít lắm mấy chế ơi. Đỏ 3 giùm em. 60kg cao 1m55, 56 trở lên mặc số 3 nha. 60kg thấp quá mặc số 4 giùm em gái 50.000. Vải rất là đẹp, yên tâm. Chốt giùm em đỏ 3 nè. Chị đâu lấy đỏ 3, chốt đỏ 3 giùm em. Đỏ 3 chốt Nga Quỳnh. Đỏ 3 em chốt chị Nga Quỳnh. Ồ, đẹp lắm, em nói thiệt luôn á. Đỏ 3 chốt Châu Ngọc Mỹ. Năm chục ngàn một bộ mấy chị ơi. Trời ơi nè, bộ này comment giùm em là đỏ hồng. 48kg là mặt số 1 mà chị, mà to này em không có số 1. Dạ. Chị nào lấy đỏ hồng chốt giùm em. Rồi em có bộ tím đỏ 3 chốt Nguyễn Hà. Em có bộ tím số 3 này duy nhất một bộ à. Nè. Trời ơi xuất sắc không. Đỏ hồng. Ê, đỏ hồng đó lấy cho chị Nguyễn Hiền đi. Cái này mới chốt cho chị Nguyễn Hà nè. Đây chốt Nguyễn Hà qua đây. Tím 3 em chốt chị Nga Quỳnh. Em bây giờ em tụ xuống số 3 rồi chị, hết like số 5 rồi chị Linh ơi. Cái gì vậy má? Nghe say chọn giùm em đi chị, đừng chọn tùm lum tùm la rồi về mặt không vừa đổi trả rồi không nhận hàng là em không chịu nha. Tím 3 đây. Tím 3 chốt chị Nguyễn Hà. Đúng rồi. 50kg mặc tay em đang mặc là size 2. 50kg mặc lý 3 em còn bộ nè, chị nào lấy. Lý 3 em còn bộ nè. Dạ em cảm ơn chị Nga Quỳnh. Rồi lý 3 em còn bộ, chị nào lấy chốt giùm em. Có 50.000 mà giải rất là đẹp nghe, các khen không mấy chị. Rồi lý 3 chốt đơn giùm em. Còn hai cái cọc trong đó là size mấy vậy? Chốt em lý 3 nè, nãy chị nào hỏi lý 3 em có một bộ lý 3 nè. Lý 3 chốt Nguyễn Hà. Trời ơi là trời, cái màu vàng này nó đẹp không nội cha ơi. Trời ơi đẹp dữ vậy. Không có size 1, lý 3 em hết rồi, lý 3 hết luôn không? À lý 3 còn đây, còn đây, còn đây. Lý 3 cho Mai Diễm. Em không dồn đơn hôm qua nha. Lý 3 Châu Ngọc Mỹ. Trời ơi. Trời ơi màu vàng nè mấy chế ơi. Xuất sắc màu vàng luôn, trời ơi. Vàng 3 cho chị Nguyễn Hà. Xuất sắc cái màu vàng luôn, phải nói luôn á trời. Nó đẹp. Vàng này em có 3 và 5. Vàng này em có size 3 và size 5. Chốt chị Nga Quỳnh màu vàng nè, đẹp quá chị Quang Quỳnh ơi. Có 50.000 nè. Vàng là chị Linh Cherry lấy vàng size mấy, chốt giùm em thêm cái tay, đừng có cho số điện thoại hoài chị. Cho số điện thoại một lần là bên em bắt được rồi, đừng cho số điện thoại hoài, chỉ cho em cái size là được. Cái còn cho chị không cho. Rồi chốt giùm em vàng 3, vàng 5. Vàng 3, vàng 5 giùm em. Em còn 3 bộ màu đỏ mận nè. Màu này comment giùm em là đỏ mận nha.
Ê, đỏ mận này sắc nách nha mấy chế ơi. Em đang mặc size 2. Ý đỏ này sắc nách quần đùi là sao? Ship 30. Vàng 5 cho Linh Seri. Bởi vì chị cầm anh cái tay giùm em đi, khỏi cho số điện thoại nữa. Đùi này đùi số 3 giùm em, đỏ mận 3 bộ vô duyên. Đỏ mận 3 bộ số 3 đùi. Chị nào lấy chốt. Bán các chị 45 ngàn. Đồ qua quá trời. 45 ngàn nha, đỏ mận số 3 cho Nga Quỳnh. 45 ngàn giùm em đùi. Đỏ 3 cho Trần Qua đùi. Hả? Của mình. Giả váy 2 bộ. Giả váy 2 bộ còn 1 bộ không có tên là của chị Chi. Ủa cái lóc này lóc đùi không hả cha ơi. Đỏ mận. Hình như đỏ mận 3 cho cô Châu Phạm. Đùi là 45 ngàn nha. Đùi là 45 ngàn giúp em ha mấy chị đẹp. Trời ơi. Lỡ nè. Trời ơi trời, màu hồng số 3 lỡ nha. Lỡ 50. Cái nào có tên mi cắt ra đem vô em bán liền luôn. Trời ơi, hồng chốt đơn giùm em. Hồng 3. Hồng 3 này em có được 4 bộ. Xuất sắc em dây tỳ nữ luôn. Không, đỏ 3 lửng hết. Đỏ 3 mà có màu thôi, đỏ mận em không có. Chốt giùm em hồng 3. Rồi đỏ 2 em đang bận, chốt chị Mai Diễm. Đỏ mận số 3 là đồ đùi, chốt cho chị Phúc Lâm. Đâu vậy? Đỏ mận đùi hồi nãy đâu vậy? Có 3 bộ có hết rồi, còn cái đó không? Hết rồi, có 3 bộ hết rồi. Rồi ok, đỏ mận nó là đùi nha chị đẹp. Ngân đâu vậy? Ra đồ phụ anh Tùng đi em. Chị nào lấy rút chốt rút 3 giùm em. Đồ về trời ơi, giả váy dài về nó đẹp nó sang. Chị nào lấy rút chốt rút 3 nè. Rút 3 này em còn được 3 bộ. Rút 3 này có 4 bộ nha, 60kg đổ về. 50 ngàn lỡ. Rút 3 chốt đơn giúp em. Ê có hai bộ này đẹp quá trời ơi. Thiệt luôn á. Quần đùi số 3 có bao nhiêu màu lấy hết cho cô. Ok cô qua. Con có màu đỏ nè cô. Con có màu xanh. Con có màu xanh nè, chốt cho cô Trần Qua. Rồi có màu xanh này cho cô. Rồi màu này cho cô. Rồi chốt cô Trần Qua. Mặt số 3 cũng vừa chị Phúc Lâm. Rút 3 cho cô Trần Thị Xê. Trời ơi màu này chốt giùm em màu da đậm đi. Da đậm số 3 nè. Đẹp quá. Da đậm số 3 nè cô Xê ơi. Đẹp quá cô ơi. Đỏ mận nó không có 66kg chị. Đem vô đây chị bán luôn nha em. Sắp lên cái Biroma tay dài cho chị nè. Rồi quả nhau mấy vậy hả? Trần Qua hai tem. Trần Qua hai tem con cảm ơn cô. Rồi cảm ơn giùm em da đậm sang quá trời. 50 ngàn. Hai bộ số 3. Rồi giả váy về ngất ngay con gà tây luôn rồi. Đẹp quá hả? Giả váy nha. Rồi chốt giùm em da đậm số 3 đi mấy chị. Em có 2 bộ và mấy cục vàng ơi. Tôi em chỉ cái xanh đậu ơi. Ừ. Cũng bị giả váy về à. Có mấy bộ nè. Bộ quần đùi số 3 hả? Đùi số 3 em còn lý nè chị. Còn lý, còn đỏ nè chế. Còn hai màu là chế lấy màu nào chốt em. Da đậm chốt cho Câu Phạm. Dạ 65kg cho em chiều cao. Chắc phải mặc số 4 á chị. Trời giả váy về đẹp quá mấy cô ơi. Rồi. À rồi em chốt đỏ chị Nga Quỳnh. Đẹp lắm chế, lấy xanh nó đi có 45 ngàn à. Chị nào lấy xanh đậu xây 3 chốt đậu 3 giùm em. Trời ơi xuất sắc luôn, đậu 3 chốt đơn ha. Chị đi xa mua giả váy cho mẹ mặc đi, sang lắm. Đậu 3 này em có được 3 bộ ha. Xanh luôn, chốt chị Nga Quỳnh xanh luôn, xanh này đẹp dữ lắm chị Nga Quỳnh ơi, đùi nè. Rồi chốt chùm em đậu 3 có 2 bộ nha mấy chị.
đẹp lắm. Đây giả váy về nè, số 5 em bán rồi chị. Rồi già mới mặc giả váy đó chị, lớn tuổi mặc giả váy nó mới sang. Rồi em chuẩn bị lên giả váy nè chị. Đậu ba em chốt chị Châu Ngọc Mỹ. Trời ơi giả váy sang lắm, chỗ khác người ta bán 160, 170 không á. Tại vì mấy chị biết làm sao không, cái quần của nó may rất là tốn nhiều vải nên giá nó cao ha. Em đang bán là ton, còn bây giờ là thun nè. Đậu ba cho Thu Thủy Nguyên. Trời ơi giả váy đẹp lắm các cô ơi, em bán 130 là rẻ mềm dữ lắm, chỗ khác bán 150, 160 không luôn á. Rồi chốt đơn giùm em, hai đứa bay mất, hai đứa này làm chết luôn. Trời ơi bông nè, nè dòm bông nè, xuất sắc chưa. Trời ơi lấy cho nơi quốc quyền hội luôn của tôi coi tợ. Cái chất này á, cái chất vải y chang như vải mà em may pyjama cho mấy chế vậy đó, y chang như vậy luôn ha. Số 4 like rồi chị gái ơi, y chang như là pyjama luôn. Tại vì nó may rất là, giả váy là thun ati hàng, giống như đồ em bán pyjama, nó rất là đẹp. Ok. Số rồi. Đẹp lắm, để em mặc vô nè. Giả váy á là cái quần nó rộng, nó giống như cái váy vậy đó mà nó dài nữa ha. Chị kiếm size 2 hả? Size 2 vậy em đổi lý 2 cho chế nha, lý 2 em có nè. Cái gì mà không thiếu được cái nối dây luôn trời. 130. Trời ơi, giả váy qua năm lại em về giả váy cho mấy chế đẹp lắm. Mà giả váy phơm bên em hả, nó đẹp cực kỳ luôn nè, mặc vô gỗ té xỉu hết trơn nè. Rồi bình tĩnh ngồi nha, mấy chị bình tĩnh ngồi ghế cho nó vững vàng nha. Đùi số 3 hả, con còn đỏ với xanh không hả cô ơi. Xuất sắc cái quần chưa, cái quần mấy chị như y như cái váy vậy đó, quần vẫn hai túi cho em. Cho đâu guốc luôn đi, không ai nghe hết vậy nè. Rồi mai cái tay nè, coi cái tay áo đây nè, trời ơi. Dạ em đang chuẩn bị á, em đang chuẩn bị gọi nè, coi cái tay áo nè, trời ơi, đẹp quá à. Ngon. Trời ơi lạ trời, cái cổ nè. Sang cái tay chưa? 130.000 giúp em gái qua tiếp. Em qua tím là cái quần nó rộng như cái váy vậy nè, mấy chế vải rất là đẹp, quần hai túi 130.000. À hai qua hai bộ quần dài size 6 chút chị Su Kim. Rồi em gửi lại cho chế nha. Rồi ok. Mẹ ơi. Cái gì? Mở hàng giùm em gái 130.000 một bộ giả váy. Tại vì cái quần nó rất là tốn vải nhiều, tốn vải dữ lắm luôn á. Nè có xe sáng không em? Tức sắc luôn giả váy. Hả? Cái này Dr. Thanh. Rồi. Rồi đi ra chỗ mẹ bán hàng. Nè. Mặt rất là sang. Cổ là cổ que nhọn giúp em nè. Đó sang chưa, chốt đơn giùm em. À, qua tím cho em cái xay đi chị Mướt Mướt Nguyên ơi. Xuất sắc trong giai chị nữ. Chứ chị Nguyễn Hằng. Dạ bên em đang chuẩn bị gọi chốt đơn á chị. À 1m50 50kg mà xay 2 nha chị Thị Võ yêu dấu cùng vàng em. 130 chị duy nhất shop em bán. Tại vì cái quần này nó rất là tốn vải luôn. Em nói thiệt. Nè, nè mấy chế có cống quần nè. Nó vậy nè, cỡ này nè. Rồi chốt giùm em qua tím màu sáng hả? Có màu sáng cho chế luôn. Có qua tím này size 1 đến 6 chốt đơn giùm em nha. Có size 6 luôn đó chị Lisa, mua cho mẹ đi, mặc rất là sang. Qua tím có màu sáng nha. Trời ơi lên cho chị biết cái ông sáng rồi. Đẹp quá chị trời. Cho chị bộ qua tím 54kg 54kg 60 hả? Rồi mặt xây 2 nè, qua tím số 2. Cảm ơn chị Mướt Nguyễn nha. À, mở hàng giùm em. Nói nhỏ nghe, giả váy này shop khác ta đang bán 150 đó. Tại vì không phải cái gì, tại vì rất là tốn vải thần cái quần.
hơn người ta, có quần tới mấy phân nữa lận. Rồi qua tím số 2, qua tím số 3 cho chị Đăng Khánh nè. Chị Đăng Khánh dọn đơn chắc mai mới chốt được đó chị. Cái tay đẹp quá trời luôn. Rồi qua tím số 6 cho chị Lisa. Mặt rất là đẹp, em đảm bảo luôn, mặt rất là sang. Rồi qua tím số 2 cho chị Thủy Võ. Rồi ok, qua tím 2 cho chị Thủy Võ. Mới vào không bọn ton được chị ơi. Ton em bán nãy giờ rồi mới chết. Rồi qua tím số 2 cho ba Nguyễn C. Em đi cầm hợp luôn rồi. Cho mấy chị coi bông rồi, có quần sang quá rồi sang. Có 130 rồi. Cái nội có quần không gần 2 mét dải rồi. Chốt giùm em đỏ đi. Đỏ này em có 1 đến 6 cho chị nào thích màu tươi nè. Vải rất là đẹp luôn á. Đỏ 1 đến 6 giùm em. Chứ nào lấy đỏ, chốt đỏ nè, coi có quần nè. Tại sao kêu giảo váy? Giảo váy là có quần dở lên giống như cái chân váy mình vậy đó. Chốt giùm em đỏ. Mặc một lần là các chị sẽ đòi giảo váy. Tại vì hình như em có một số đông khách cũng đòi giảo váy dữ lắm á. Chốt đỏ giùm em, cổ nè. Chốt đỏ giùm em. Qua tiếng 5 chốt cô Trần Huệ. Ok chị Mức Nguyễn, chọn em thêm bộ đi chị đẹp. Đẹp lắm chị Tiên ơi. Thật sự. Rồi qua tím số 5. Chốt giùm em cho mấy chị coi bông trước ha. Coi bông một xíu em thử từng bông cho mấy chế. Qua tím nè. Qua cam nè. Đẹp lắm chị Tiên ơi. Quần dạ váy. Thanh Bùi hả? Thanh Bùi chị lấy màu gì? Chốt lại em qua cam nè. Trời ơi má ơi xuất sắc. Trời 130 một bộ nó rẻ ghê luôn. Qua cam chốt đơn giùm em ha. Rồi qua cam nè, qua vàng nè. Trời ơi xuất sắc cho mấy cô mà lớn lớn tuổi mặc giả váy thì rất là sang. Qua cam số 4 cho Dung Võ. Chốt giùm em qua vàng nè. Trời ơi xuất sắc chưa. Qua cam số 4 cho Dung Võ. Qua tím số 3 cho Nguyễn Hà. Mấy cô lựa cho mình qua cam số 4. 130 một bộ. Qua vàng số 2 cho chị Thành Mùi. Quá đẹp. Qua tím số 3 cho chị Tiên. Qua cam đây nè bà. Qua vàng nè. Qua cam đây nè. Rồi qua tím số 3 cho chị Tiên. Rồi qua vàng size 2 cho chị Mức Nguyên. Qua vàng số 2. Coi chừng mà làm tùm lum sập hết trơn luôn á. 130 một bộ nha chị. Giả váy hả? Giả váy không có qua nhí rồi chị ơi. Qua vàng số 2 nè. Ừ. Vàng 3 cho Nguyễn Hà. Vàng 2 nè. Vàng 3 cho Nguyễn Hà. Trời, yếm nó làm gì vậy trời? Nó dài vậy mà đòi chốt đơn. Qua tím số 3 chị Dâu Tây. Chị Lê Kiều cho em số điện thoại nha. Qua tím số 6. Con nhỏ này chắc thức sáng, cây chắc chết quá. Rồi chốt đơn em cho mấy chị coi bông nè. Lê Kiều cho em số điện thoại. Qua vàng xong rồi đúng không? Rồi em mặc qua tím nè. Thay ra nè. Nhiều bông cực kỳ đẹp. À, nhớ nhé hả? Nhớ nhé cái đơn này của chị Thành Bùi kiếm xả làm chị dòng đơn chị nè. Trời ơi chốt giùm em qua đỏ số 6 70 75 kg á, cục vàng. 130 bên em ship 30 nha. Trời ơi nè. Qua đỏ xuất sắc. Chị Thanh Mỹ Trần ơi, mua hàng bên em gọi chị không bắt máy hết trơn. Tím số 3 chốt cho Nguyễn Trân. Chốt giùm em là qua đỏ. Có từ size tới 75 kg luôn. Trời ơi, quần giả váy 130. Quá sang qua đỏ nè. Trời ơi, xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn, quá sang. Trời ơi, cái qua đỏ. Yêu chưa mấy chế ơi, cái tay nè. 130 thôi. Qua đỏ, qua cam, qua vàng.
Qua tím, qua đỏ số 3 chị Tiên, qua tím số 4 chị Liên Phượng. Rồi bộ này chốt giùm em qua xanh. Qua xanh chốt đơn giùm em. Chốt đơn giùm em là qua xanh. Qua tím số 3 luôn hả? Số 4 cho Liên Phương phải không? 65kg là số 3 gì? Rồi em mặc là qua đỏ chị. Đỏ 2 cho chị Thủy Võ nè. À rồi ok chị Thanh Mỹ Trần. Là hồi nãy có thêm phải không? Rồi qua đỏ số 3 cho chị Nguyễn Trân. Form giả váy bên em là cực kỳ đẹp luôn á. Mấy cục vàng ơi. Cái gì vậy ta? Đợi em xíu nè. Rồi qua đỏ số 5 cho cô Trần Huệ. Qua tím thì qua đỏ số 5 cho chị Thanh My Trần. Dạ 130 đó chị Kim An. Chốt đơn giùm em chị chưa, nhanh lên. Qua đỏ 4 cho Dung Phở. Dòng đơn là gì chị My Quanh. Qua đỏ 4 cho chị Xuân Thảo. Qua đỏ 3 Đăng Khánh. 80kg không có sai nha chị. Đỏ 1 cho Thanh Truyền. Rồi quần giả váy rất là sang. À, đỏ 5 cho ba Nguyễn C. Rồi ok chị Thu nè. Dạ cái này là Ati hàng đó chị đẹp. Qua đỏ 2 chị Mước Nguyễn em chốt. Rồi ok chị Thảo. Qua đỏ 4 chốt chị Bích Phượng. Dục chị qua đỏ 4 rồi. Qua đỏ 3 chốt cho cô Đinh Hồng. Sang lắm mấy cô. Nào giờ mấy cô chưa mặc giả váy, mặc thử một lần đi. Con nói thiệt, một bộ thì mua thử một bộ thì cũng được. Qua đỏ 3 nè. Qua đỏ 3 nằm đâu. Rồi ok chốt. À mới nhận hàng. Dạ em cảm ơn dâu tay. Dạ cái này Ati hàng rất là đẹp. Tại nó mắc là mắc vô cái phần cái quần á mấy chế. Dạ cái này Ati hàng giống như là cái chất của bên pyjama vậy đó chế. Vải bao hàng cho mấy chị quần hai túi. Hai túi cho mấy cô nè, qua đỏ chốt giùm em. Về lâu này hai bao này chắc khoảng tầm 300 hơn á. Trời ơi qua đỏ nè. Qua đỏ qua xanh ha. Cái này mấy chị chốt giùm em qua xanh đi, qua xanh này nè. Dạ qua đỏ, qua vàng và qua cam á. Chị Thanh My Trần ơi. Là chế. Em có hoa vàng nè. Hoa vàng nè, hoa cam. Ngân ơi. Ngân. Dạ. Chạy vô treo mấy mẫu bộng mấy cái bông màu lên chị coi. Ủa? Lấy móc treo lên cho chị. Qua đỏ 75kg là phải cao mới vừa như chị Quỳnh Nghi ơi. Qua đỏ số 6 cho Quỳnh Nghi chốt ra qua xanh nè. Trời ơi trời. Bộ nào cũng đẹp chứ. Khoái quá mấy chế ơi. Nè. Sang cho mấy cô chưa? Mua mặt không đẹp điện mi. Điện em mi nhận hàng lại. Ok nha. Rồi qua đỏ số 3 em chốt dâu tây. Dạ có một quá chị Quỳnh Lê. Qua xanh số 3 cho Tiên. Dạ có 6 chị Hằng ơi. Em có 6 nha chị Hằng. Rồi em dơ bông lên cho coi lại nè. Em có hoa cam. Hoa cam nha. 130 ngàn một bộ giúp em gái. Đẹp lắm khua mặt đi. Tao bày em có hoa cam 1 đến 6 giùm em. Hoa cam 1 đến 6 giùm em nè. Hoa vàng 1 đến 6 giùm em. Hoa vàng 1 đến 6 giùm em nè. Đó xíu em mặc hết cho mấy chế. Có hoa tím hồi nãy coi rồi ha. Hoa đỏ thì mới vừa lọc ra 130 một bộ. Còn cái này comment giùm em là đỏ nha. Đỏ màu sáng cho mấy chế thích trẻ trung. Đỏ chốt đơn giùm em 1 đến 6. Không có số 7 chị ơi. Hàng em bán không có số 7 nha. Mới mua một bộ mà chị mua màu gì. Rồi chốt giùm em đỏ. Chọn màu số 1 ra cho chị coi. Qua đỏ với qua xanh số 6 cho Đào 7. Số 1 qua mày lấy số 2 vậy đó. Nhỏ này nó lẹ lắm, tao đạm cái chết. Cái gì? Thay cái gì thì dọn vô cái miếng giấy.
Rồi chốt giùm em bi đi. Trời ơi bi xanh ông nội cha ơi nó đẹp. Bi xanh chốt đơn giùm em 1 đến 6. Trời ơi nó sang. Rồi chút xíu em mặc cam. Rồi ok em kia đang kêu nhân viên nó làm mấy chị. Trời ơi chị Tiên ơi đẹp quá à. Bi xanh nè chốt đơn. Ai dồn dồn được cho chị vừa Dung ơi. Cái nào dồn chị điện lại trong xã em dùm cái he nha anh kiếm cho. Dạ số 1 nè chị. Em quýnh chị bây giờ đó. Chốt giùm em bi xanh. Bi xanh bi tím nè. Bi xanh số 3 chốt chị Tiên. Qua đỏ số 3 cho chị Mi Quang tím hồi nãy em mặc rồi á chị. Trời ơi trời bi tím nè. Quá trời hết biết luôn rồi trời. Trời ơi coi cái quần nè mấy chị. Có 130 thôi. Chốt giùm em là bi tím xay 3 giùm em. Ủa xay 1 tới 6 nha. Bi xanh bi tím qua đỏ số 3. Rồi chốt giùm em là bi cam. Số 6 bi tím cho Quỳnh Nghi. Trời ơi bi cam nè. Trời ơi xuất sắc trong giây tỷ đổi luôn trời. Bi tím số 4 thì chị Bích Phượng. Rồi để em coi lại nha chị Diễm. Mấy chị yên tâm đi. Bắt đầu từ bữa nay là em gửi bên giao hàng tiết kiệm rồi. Là mấy thằng nó mặc đồ màu xanh lá á. Cực kỳ nhanh luôn. Mới nay gửi mai tới, mai gửi mốt tới. Dữ lắm là 2 ngày. Chuyến này em đổi bên giao hàng tiết kiệm rồi. Bi cam chốt đơn giùm em. Thông cảm đợi giùm em đi chị Diễm. Chốt giùm em bi cam. Hoa đỏ và hoa xanh số 3 chốt chị Thuận Lê. Một trăm ba một bộ quần giả váy nè cho bộ này con bộ này mấy té xỉu này nhí đỏ giùm em nè. Cái này mới chốt giùm em là nhí đỏ nha. Xuất sắc luôn trời ơi bộ nhí đỏ này mặc liền. Cái gì Thuận Lê tem nữa chị dâu tay mới mua có một bộ à. Trời ơi qua đỏ xuất sắc rồi. Chị dâu tay mới mua có ăn bộ qua đỏ. Rồi chốt đơn giùm em. Nhí đỏ số 5 em chốt chị Nhung Lâm. Chế Nhung Lâm ơi. Cái này chế mặt rất là đẹp luôn. Nhí đỏ chốt cho Nhung Lâm. Nhí đỏ chị đang mặc nè. Số 5 70kg. Rồi chốt đơn giùm em nhí đỏ. Xuất sắc chưa. Trời ơi quần hai túi đàng hoàng vải đẹp cực kỳ. Trời ơi bạn ơi bây giờ lên giả váy rồi không có xuống được ton đâu bạn. Chốt đơn giùm em nhí đỏ bây giờ còn ton nữa chết rồi. Bộ hoa hồng hả. Bi đỏ cái này là nhí đỏ giùm em. Nhí đỏ chốt cho Quỳnh Nghi. Bông xanh là cái nào chị. À còn xanh này chưa chốt nè. Cái này chốt giùm em là xanh đen nha. Bông này là bông xanh đen. Nhí đỏ số 4 chốt chị Xuân Thảo. Nhí đỏ size 3 em chốt dâu tây. Cái này là xanh đen giùm em nha chị Trinh Julie ơi. Nhí đỏ size 3 em chốt chị Đăng Khánh. Nha chị Trinh Julie. Đen xanh số 4 cho Trinh Julie. Chị nào lấy chốt giùm em nhí đỏ. Trời ơi nó sang. Sang cực kỳ sang luôn. Cái gì? Đen xanh lãi nè. Lãi này nè. Trời ơi nhí đỏ 130 một bộ giúp em. Tại cái quần nó rộng lắm. Rồi bây giờ em dơ lên đủ màu rồi đó. Mấy chị muốn màu nào em mặc màu đó cho coi nè. Đùi là 50 hả? Đùi là 45. Tay tới 6, 7, 8 là 50. Rồi chị Thuy Nguyên ơi, cho em lại chiều cao với cân nặng đi chị. Chị mặc size mấy vậy? Mời mới gọi 80kg em không có size. Tại chị dồn đơn là dồn là ngày mai em mới gọi được. Tại vì đơn hôm nay quá nhiều rồi. Nó dồn tùm lum hết trơn. Phải soạn tụi em mới play được. Rồi ok chị Dung nói dòng đơn chị Dung mới chuyển tiền gì đó.
Xanh em mặc hả? Xanh em mặc là cái gì ta? Bọn chị mới mặc là cái gì? Trên du ly á, trên du ly không phải bộ xanh đó, xanh này nè. Xanh này nè. Ừ, rồi. Lấy số 4 cho chị đi. Rồi chốt giùm em là đỏ 1 đến 6, 130.000. Trời ơi, xuất sắc luôn. Quần 2 túi giùm em. Chị nào lấy đỏ chốt đỏ giùm em màu sáng nè. Chị nào lấy đỏ chốt đỏ. Em mặc trong người có size 1 à, em có 45,5 kg hai cục vàng. Chị nào lấy mặc bi xanh hả? Rồi ok, mặc bi xanh cho chị coi. Nhí đỏ số 4 em chốt chị Mai. Cái này comment giùm em là đỏ nha, đỏ tươi nha. Rồi chốt giùm em bi xanh nè. 57kg cao 1m83, mặc số 4 đi chứ. Nhí đỏ số 3 hết, số 4 hết luôn nha. Nhí đỏ 3-4 hết nha. Rồi nhí đỏ chị Thuy Nguyên hết rồi chị ơi. Thuy Nguyên say của chị em hết nhí đỏ rồi chị. Nhí đỏ Thuy Nguyên em hết nha. Chị Như Nguyên mặc số 3 thì nó ôm. Rồi chốt giùm em là bi cam nè. Ủa bi xanh. Bi xanh chốt đơn giùm em 1 đến 6. Xuất sắc luôn, bao người lên nó xem. Trời ơi, xuất sắc luôn. Chị nào lấy bi xanh, chốt bi xanh giùm em. Có 130 hả, cái quần nè mới chết. Quần nó bự dữ lắm, nó mới tốn tiền nhiều. Nè. Nhí đỏ size 5 chốt cho cô Trần Huệ. Bữa nay là size 5 với size 6 về nhiều. Mỗi bữa là size 6 ít lắm. Chốt giùm em. Cao 1m50, 50kg mặc số 2 nha chị Thảo. Rồi chị nào lấy chốt giùm em bi xanh. Kem body nửa ký 300.000 giùm em. Chốt giùm em bi xanh nha. Nhí đỏ nằm hết luôn. Bi xanh chốt đơn giùm em. Xanh 4 chốt Thanh Tô 130 ngộ. Đẹp lắm chị Thanh Tô ơi. Bi xanh á. Nè em mặc cho hồi nãy ai kêu em mặc hoa hồng nè. Hoa hồng này 1 đến 6. Cái hoa đỏ đẹp ghê á, hoa đỏ bán đắt ghê luôn á. Hoa đỏ bây giờ còn 1 còn 2. Đúng rồi, mặc đã gì cắt lên mình quần lửng mà giải này nó lâu sổ lắm, không có vụ sổ nhanh đâu. Chốt giùm em hoa hồng 1 đến 6. 75kg cao 1m65 mặc số 6 đi chị đẹp. Hoa hồng 5 cho Thanh Mi Trần. Rồi bi xanh em chốt Thanh Tô rồi, đẹp quá à. Trời ơi xuất sắc luôn. Chốt giùm em hoa hồng 1 đến 6, 130 một bộ giả váy. Quần rất là rộng ha. Và mặc rất là thoải mái luôn. Vải rất là đẹp. Chị Mỹ Khánh Nguyên ơi, chị mặc size mấy vậy chết? Comment lại giùm em cái size nha. Comment lại giùm em. Chị lấy hồng à. Chị Phúc Trương mặc size 2 phải không? Chị Phúc Trương mặc size mấy? Comment lại giùm em. Qua hồng 1 em chốt chị Sư Diễm à. Qua hồng 4 cho chị Trinh Du Ly à. Qua hồng 4 cho chị Mai Nguyên. À, My Khanh Nguyên qua hồng 4, qua hồng 3 cho chị Tiên. Rồi à, qua hồng 2 cho chị Phúc Trương em chốt. Rồi qua hồng 4 em chốt chị Thanh Tô. Còn qua hồng 4 không? Rồi nói chung là em tư vấn vậy đó. Chị thích mặc size nào chị mặc hà. Chứ em tư vấn, chị hỏi em tư vấn cho chị mà chị hỏi bự không nữa thì em thua. Em 45kg, em cao 1m50, em đang mặc số 1 nè. Là chị đó hơn em 5kg thì chị cứ canh đi. Em mặc cái áo số 1 là nó đã ôm rồi đó. Cái quần thì mình không nói, tại vì cái quần là nó rộng rãi, thoải mái rồi. Chủ yếu là ăn thua vào cái áo thôi. Tùy chị muốn lấy số 1, em bán số 1. Hoa hồng 6, chốt chị Hằng Nguyễn. Em đã tư vấn số 2 mà chị muốn lấy số 1 thì lấy.
Thì chị đó hơn em 5kg đó, là em mặc cái áo số 1 nè. Đó chị nhìn đi. Đó. Tốn tiền quá hoa hồng ba em chốt Trần Hào. Nhưng mà có chị em vui lắm. Tại vì chị á, là dân biết mua đồ, người biết mua đồ, biết nhìn đồ ha. Em rất là thích. Dạ 130 em chốt chị. 130 chị Trâm Khánh ơi. Dạ váy đẹp lắm, vải rất là đẹp. Chỗ khác bán 100 hả? Chưa mặc. Số 2 hoa hồng chốt chị Thảo nghe em đi. Chẳng hạn chị mua về chị gọng chị bóp được, chị chặt và không có nới được. Tại vì cái này em không có may ben. Chốt giùm em là hoa cam 1 đến 6. Đỏ không? Hoa đỏ 4 rồi còn nói gì hết gì. Dí đỏ. À. Dạ 130 một bộ hoa cam. Trời ơi xuất sắc rồi. Quần giả váy nè mấy chết. Sang ghê. Hoa cam chốt đơn giùm em quần là có 2 túi nha. Vải của shop Mimi. Dạ đúng rồi đẹp mà rẻ lắm. Giả váy này chỗ khác bán 170-180. Thì đó sợ chặt bụng nên lấy số 2 là được. Hoa cam 4 em chốt chị Xuân Hào. Hoa cam em chừng lộn hoa vàng nha. À chị Nguyễn Sang mặc số 3 là bao đẹp. Hoa đỏ số 3 chốt dâu tây. Hình như chị dâu tây nãy có chút hoa đỏ rồi hay gì. Hoa cam say 2 chốt chị Mai Diễm. Hoa đỏ số 3 mới hết à. Hoa đỏ 3 hết rồi chị dâu tây nha. Hoa cam 1 cho chị Thanh Tuyền. Hoa đỏ em còn 1, 2, 4, 5 thôi chị. Hoa cam 4 cho Trinh Julie. Rồi ok em chốt. Hai dâu tây hả? Ờ đúng rồi, vậy là hai dâu tây. Rồi qua đỏ ba em hết rồi chị dâu tây ơi. Qua cam ba em chốt chị Loan Đỗ. Có hoa tím nha chị, qua cam ba. Qua vàng số 1 em chốt chị Trần Hoa. Qua vàng 1 em chốt chị Trần Hoa. Cam 1,5 là phải mặc số 5 rồi chị Trinh Julie ơi, mặc số 4 không có vừa chị. Qua cam 2 em chốt chị Phúc Trương, họ hẩm chị mặc đồ bên em sai mấy? Hẩm chị mặc bên em sai mấy? Qua đỏ em hết rồi chị. Chốt giùm em bi tím đi. Trời ơi vải đẹp quá. Qua cam với qua đỏ số 6 cho Nguyễn Tám. Trời ơi, bộ bi tím quá sang. Bi tím 1 đến 6 giùm em 130, vải đẹp quá. Mai mốt em về giả váy màu nữa cho mấy chế. Trời ơi, cực kỳ luôn. Mặc lần đi mốt tìm giả váy ngoài luôn. Thiệt á. Mặc rất là sang. Nè. Sang độ tuổi nào mình mặc cổ lá sen này cũng được. Rồi, mặc hoa vàng hả? Ok. Chị Liên Phương hả? Có chị Liên Phương, em có chốt cho chị. Chị My Khanh Nguyên hả? My Khanh Nguyên hoa đỏ xây 4 cho cục vàng. Bi tím giùm em. Trời ơi. Sang. Yến. Sang cực kỳ sang luôn. Trời ơi nè. Cái tay nè. Cái tay, thấy cái tay đó là ưng liền đúng không? Tay lỡ dễ mặc ha. Vải tên là xây 4 hoa rồi. Vậy đồ này mặc xây 4. Mà xây 5 đi. Cái này là bi tím nha. Chế hoa tím là bông này nha. Hoa tím là bông này nha chế. Hoa tím là bông này giùm em. Còn em đang mặc là bi tím. Chế Loan nha. Bi tím chị Mai mặc số 5 hả ta? Chị Mai ơi, chị lấy bi tím xe máy chị Mai. Chị Mai. Dạ đúng rồi, cái kiểu này á, mình lớn lớn bốn mấy tuổi mặc ưng lắm. Mà vải đẹp. Rồi chốt đơn giùm em nha mấy chị đẹp ơi. Lưng bên em Mai nè. Rồi ok chị Phúc Trương. Rồi vậy lấy chị bi tím cho chị Hồng. Cho chị Hồng Loan. Bi tím chốt đơn giùm em số 3. Bi tím đẹp quá. Qua tím số 6 chốt chị Hằng Nguyễn. Rồi bi tím số 4 chốt cho chị Mai.
chị yêu ơi. Chốt đơn giùm em qua tím nè. Qua tím 1 đến 6. Màu nào chị cũng thích á. Dạ mấy cái bông này nó tối tối dễ mặc lắm. Nó không có già đâu. Em mới ba mấy tuổi mà em toàn là mặc bông tối tối thôi mà nó sạch lắm. Mặc bông này nó sạch. Bi tím số 4 em chốt từ Thanh Tô. Rồi cái này là hoa tím nè. Đó. Sàn rồi không? Có 130 thôi. Cái xanh đen đó sao mình thấy số 1 ta? Cái xanh đen. Ừ. Chốt đơn giùm em. Hoa tím. Xanh đen mình thấy số 1. Cái còn cù quá. Đây số 1. Số 2. Hoa tím số 3 em chốt chị Dâu Tây. Hoa tím số 3 em chốt chị Đặng Lộc. Rồi. Hoa tím số 5 cho chị Nhung Lâm. Rồi anh ơi cho em mượn cái điện thoại. Mượn điện thoại của anh chốt đơn thoại em hết pin. Rồi sạc pin điện thoại này giùm em. Có năm chưa bắn rồi. Chưa kịp bắn. Dạ ok chị Đăng Khánh. Trời hoa vàng nè, xuất sắc. Có 130 bộ à. Vải này rất là tốn vải luôn. Nếu có chị mua là khoảng là 3 mét vải mới may được bộ đồ này. Tím, em hỏi tím ai à? Tím 5 nha chị Nhung Lâm. Nghiến nó làm gãy cây lai rồi anh ơi. Nè. Chửi nó đi anh. Rồi à, hoa hồng số 3 à, ok chị Đăng Khánh hoa hồng số 3. Chốt giùm em hoa vàng. Hoa tím xe 6 và hoa vàng xe 6 chốt chị Nguyễn Dung. Rồi em mặc là hoa vàng. Ok chị Thanh Tô. Hoa vàng C3 cho chị Loan Đỗ. Trời ơi xuất sắc luôn. Cái tay nào lưới này rất là mềm ha. 130. Hoa vàng chốt đơn giùm em. Dồn cái số 3 nó lại được rồi đó. Chốt giùm em hoa vàng. Hoa vàng 1 đến 6. Hoa vàng 1 đến 6 giúp em. Hoa hồng và hoa vàng số 4 chốt Thanh Tô. Chốt giùm em bi cam. Trời ơi chị Linh ơi cho chào chị. Hoa vàng số 1 chốt cho chị Linh. Giả váy dài 130. Chốt giùm em bi cam. Bi cam 1 đến 6. Nãy giờ em chưa có mặc bi cam. Cam đẹp quá chế Linh ơi. Ê chế Linh của tôi vô rồi nha. Trời ơi xuất sắc bộ bi cam. Trước đó là bi tím á chị đẹp. Trước đó là bi tím nha. Hoa hồng mới mặc lột ra đó em. Hoa hồng mới mặc lột ra đó mà. Phạm Giàu cho em thêm chiều cao. Ok chị Đăng Khánh nha, cảm ơn chị đẹp. Phạm Giàu cho em số điện thoại nha. Qua vàng số 5 cho chị Phạm Giàu. Chốt giùm em bi cam. Số 5. Nhìn cái tem á là xem là bao nhiêu ký. Làm đây 3 tháng trời rồi. Sắm vàng đeo đỏ hết trơn á. Mà không có chốt được là 70 ký là số mấy. Sắm vàng đeo đỏ luôn hả? Sắm vàng đeo đỏ hết trơn hả? Rồi. Mai mỏ lại hả? Rồi chốt giùm em là bi cam. Trời bộ bi này sang lắm luôn á. Thiệt luôn á trời ơi xuất sắc quá. Chốt đơn giùm em bi cam. Bi cam 1 đến 6 nha. Xuất sắc nha chị nữ luôn. Rồi em mặc lại cái bông này cho mấy chị chốt lại nè. Cái bông này rất là đẹp. Mà xây ba em hết. Qua đỏ. Qua đỏ em còn 1, 2, 4, 5 thôi. Số 3 hết.
cái bông này em rất là thích luôn trong tất cả các bông, tại vì em thấy màu đỏ quá. Nè, hoa đỏ 1, 2, 4, 5, 6 giùm em. Hoa vàng số 2 em chốt Vi Ngọc Trần. Hoa đỏ đi mấy chế. Số 3 em hết hoa đỏ nha. Bi cam số 1 em chốt chị Lê Thùy Linh. Nghe lời em đi chế Linh qua cam, bi cam đẹp lắm. Bộ treo là phải giả váy dài nè em, tại treo lên nó mất cái quần rồi. Là chị đang mặc đó. 130 giả váy lỡ chị không bán đâu, giả váy lỡ 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 khó mặc lắm. Mấy chị mấy cô ơi, chốt bộ hoa đỏ này giùm em đi. Hết số 3 lấy số 4 đi. Về bóp chút xíu cái eo vô là vừa. Quá đẹp cái hoa đỏ này, ưng cái bụng. Cái lưng này chị, lưng này là lưng liền, lưng liền 3 phân cho mấy chị mấy cô mặc nó dễ chịu ha. Rồi, đó. Áo nè, chốt giùm em hoa đỏ. Hoa đỏ 4 cho Su Hào. Hoa đỏ này em hết số 3 nhảy lên số 4 cho em. Số 4 cũng rất là ok ha. Chị Trinh Du Ly hả? Chị Trinh Du Ly chắc mặc đầu thon nó mặc số 4 hả? Chị Trinh Du Ly chốt, Trinh Du Ly qua đỏ số 5 đi. Nha chị Trinh Du Ly đừng comment cân nặng, comment cái size giùm em ha. Qua đỏ 6 cho chị Hằng. Chị Thanh Tôn cảm ơn chị, đúng rồi, chị mua quá nhiều luôn. Rồi. Rồi. Số 6 là 70-75kg, 75kg cao dùm em gái, 1m57 trở lên. Đỏ 4 em chốt chị Phạm vào. Đỏ 4 để em coi nhận đơn, đỏ 4 ở đây 2 bộ nè em. Rồi, đỏ 4 nhận đơn chị Đặng Lộc. Còn không nha, để chị nhận đơn nha. Rồi, đỏ 1 em chốt chị Linh. Rồi, đỏ 4 em, đỏ 4 em còn chốt chị Loan. Rồi, đỏ 4 em chốt chị Loan. Dạ 130 một bộ giả váy á chứ đẹp. Trời ơi đẹp lắm, vải bao giá, bại vải bao hàng. Nếu mà vải đẹp như em á một bộ này ra tệ lắm cũng 160. Qua đỏ còn không chị nhận đơn nè. Đỏ 4 còn. Đỏ 4 chốt chị dâu tây. Rồi còn bộ đỏ 4 nữa là em gái hết. Hết số 3 các chị nhảy lên số 4 cũng được, bóp cái áo cho chút xíu tại vì có quần thì nó thoải mái mình không nói rồi ha. Nhìn bà chủ xinh đẹp. Ha ha, chị Thanh Mỹ Trần. Trời ơi, khen em nổ luôn mũi. Qua đỏ 6 chốt chị Lê Kiểu, Lê Kiều gì nè. Nè. Cái hoa hồng hả? Chốt hoa hồng hả? Rồi hoa hồng giùm em 1 đến 6 em còn. Hoa hồng 1 đến 6 em còn. Cũng say. Cái gì muốn xỉn nỉn vậy bà nội? Người ta giục cái đó không lấy đi, cho chạy qua kia lấy nè. Giục cái gì? Đâu? Đó. Trời ơi, lấy chết liền. Chốt giùm em hoa hồng 1 đến 6 luôn. Tay mai chưa có nè. Hồng 4 cho Phạm vào, hồng này có đủ say nha. Hồng 4 em chốt chị Phạm vào, rút hồng ra thêm bộ ngay cho chị luôn. Hồng 4 Phạm vào, hồng 4 cho dâu tây. Hồng 4 nhận đơn Su Hào, còn mấy bộ hồng. Còn 3 bộ. Rồi, chốt đơn giùm em. Hồng 1 đến 6. Hồng 1 đến 6 giùm em. Rồi em mặc xanh đen cho mấy chị coi nè. Xanh đen này em không có số 1 nha. Cái nó còn cù ở bên xưởng, thợ mang chưa ra. Xanh đen 2 tới 6. Xanh đen 2 đến 6 giùm em. Đẹp quá. Có bận qua vàng. Qua vàng nào? Có mặc rồi. Còn nhiều là hiểu rồi đó. Rồi chốt đơn giùm em là xanh đen 1 đến 6. Xanh đen 1 đến 6 giùm em. Ê trời ơi, xanh đen xuất sắc vậy. Xanh đen 2 đến 6 giùm em, đang mặc số 2 nè. Thoải mái xíu cho bụng nè. Rồi xanh đen giùm em 2 đến 6. Xanh đen em chốt đơn.
em hết trơn, lãng xẹt. Ê cái bộ đỏ này hình như không bán được bộ đỏ nào luôn á. Bộ đỏ này vậy nó xui luôn. Xanh đen xây 2 em chốt Đặng Hải. Có một bộ 1 á. Vậy hả? Vô gì? Lột ra. Ok chị Thanh My Trần em chốt. Dạ 130 một bộ á mấy chị, 130 bộ giả váy nha, giả váy dài. Đẹp lắm, xanh đen này em hết 2 rồi, hết 1 rồi. Các chị khách mới cho em cân nặng với chiều cao em tư vấn size cho mình. Nhí đỏ size 4 em hết. Nhí đỏ size 4 này. Chị Kim Nguyên ơi, bên chị mua đồ bên em á, gọi điện á chị không có bắt máy. Em phải xả đơn của chị nên bây giờ không bán lại nha chị. Rồi chốt đơn giùm em nhí đỏ. Đỏ 1 chốt Cam Dương nè. Số 1 hay số 2? Cầm anh là giùm em là nhí đỏ đi chị. Màu đỏ là khác nha. Màu đỏ là bông này nha chị. Dạ đúng rồi, 65kg cao 1m62, mặt số 4 em bao cho chị. Đỏ là này, chị lấy bông nào? Đỏ là bông này, còn nhí đỏ em mới đang mặc như chế. Đổi hoa vàng lấy hoa hồng xe 6, ok chị Dung. Chốt hoa hồng xe 6. Đỏ là màu này nha, còn em đang mặc là nhí đỏ. Nhí đỏ này em còn 1, còn 2. Mình còn 5 không? Đỏ hả? Nãy giờ có bán mà. Nhí đỏ nè, có số 5 không? Đỏ số 5 lắm luôn rồi. Số 6 có không? Số 6 còn bộ. Rồi, nhí đỏ này em còn số 1, số 2 với số 6 thôi. Chốt đơn chị Cam Dương lấy đỏ nào, chốt kỹ lại giùm em gái nha. Để thôi, tại vì em có nhân viên mới nó chốt đơn rồi, sợ sợ này kia nó nhầm với mấy chị tại nó không có rành á. Cam ba giải bao đẹp. Rồi chị nào lấy chốt nhí đỏ giùm em 126. Chị Dung lấy thêm bộ nhí đỏ đó đi chị Nguyễn Dung, nhí đỏ đẹp quá. Rồi bộ màu đỏ giùm em đi bà Tâm Dương, hỏi không trả lời luôn trời. Cái này mới là màu đỏ. Đỏ rồi nhí đỏ rồi hoa đỏ nữa. Vô comment đỏ là chốt cái bông đỏ này nha chị. Gửi hàng không phải đừng la em à. Rồi chốt giùm em đỏ nè. Cái này mới gọi là đỏ nè. Chị Linh thì Linh ơi lấy bộ đỏ này đi chị Linh. Đỏ đẹp quá. Hôm nay mình để lại bộ mặt chứ. Khoái cái quần. Áo này mai chứ này vừa này bất ổn. Hơi ngắn trên này quá. Cái quần này nó chị dài. Qua đỏ cho Vi Trần Ngọc số 2. À hên quá em còn phải không? Qua đỏ bà ơi. Qua đỏ á. Số 2 hay số 1? Qua đỏ số 2 Vi Trần Ngọc. 67kg cho em chiều cao đi chị Vân Lê nha. Cho em gái thêm chiều cao đi chị. 67kg cao 1m55, 56, 57 mặt số 5 đẹp. Ha. Còn thấp quá mặt số 6 giùm em. Cao 1m50 mặt số 6. Chốt giùm em đỏ nè, ở đây là cái cổ, cổ lá sen. Cổ lá sen quen nhọn hồi xưa. Tai lưới này rất là mềm luôn. Ha. Giả váy mà giả vây quấy tới mặc đi làm vòng hả? À chị Phạm Giàu em thấy cái cân nặng với chiều cao của chị yêu rồi nha. Chị mặc số 4 là em bao đẹp. 67kg mặc số 5. À chị đổi hoa cam lấy hoa đỏ hả? Giận rồi không cho đổi luôn. Rồi qua đỏ số 1 chốt chị Linh. Ok chị Linh. 130 một bộ á chị Kim Thiên ơi. Giả váy dài đẹp quá. Nè. Rồi đỏ 4 chốt chị Phạm Giàu. Đỏ 4 đang mặc chốt chị Phạm Giàu. Bộ màu đỏ này ha. Tết mấy chị đứng kế cây mai cái nữa chụp tấm hình ăn tiền sang. Cái quần rất là sang luôn, em nói thật luôn á. Sang dữ lắm. Trời ơi cao tới 1m64 lận hả. Mặt số 5 đi cục vàng. 67kg cao 1m64. Nếu mà chị thích mặc ôm á, cũng như mình không có bụng này kia, chị mặc số 4 được. Còn mà chị thích nó thoải mái một tí xíu mặc số 5 ha. Rồi đỏ này chốt đỏ giùm em. Hình như nãy giờ chị mặc cái bica chưa ta? Mặc bica, chưa mặc bi xanh. Ủa?
móc hoài thì chị mới nói thôi nghe, không có lấy nữa nghe. Đau rồi, nó kéo đầu lên nó không có đau, nó móc. Nó thọt nó móc thiệt, bay mà nó móc ra còn mới. Chốt giùm em bi cam. Móc chặt ruột cái gì. Và nó móc em chưa đã, nó móc nữa móc rồi cả nó. Bi cam 1 đến 6 giùm em. Lát đếm mà lát đếm cái giỏ váy này cho chị coi như bộ nha. Mấy mốt về giỏ váy màu nữa mà kiểu khác. Đẹp lắm qua năm. Trời ơi bi cam. Xuất sắc giai thì nữ. Xuất sắc giai thì nữ mới chứ. Chụp chuyện bộ coi Yến. Chụp tao nhìn cái chân tao dài nè, mày kéo chân tao ra nha Yến. Ở dưới chụp lên thì là kinh dài hỏi mu. Đi lấy nhỏ luôn. Lấy 1 phút thôi. Ừ sang quá à. Rồi chúng ta bị léo đi. Rồi. Rồi chốt đơn giùm em bi cam đi mấy chị. Bi cam số 4 chút chị dâu tây. Dâu tây. Đẹp quá à. Trời ơi sắc luôn. Chút xíu em sẽ quăng hình em lên cây bút. Sập cái mạng. Ê có bi tím nữa. Bi tím đẹp. Nhảy xuống đi. Cái gì? Bị tím bị cam. Bị tím bị cam nó chậm. Bông nó nhiều, bông bị xanh. Cái màu đen nó cứ bắn đẹp, bắn đắt. Bị tím 1 đến 6 em chuẩn bị xuống like nha. Tối đón like 7 giờ 7 giờ rưỡi nha mấy chị. Bị tím chứ nó đẹp. Thể có màu tím. Nè chấm bi nè chị nè. Nè chấm bi nè. Chấm bi nó pha với bông hướng dương nè. Trời ơi trời. Vậy hả chị? Rồi chụp lắm sang thiệt. Rồi bi tím chốt giùm em. Thôi em mi lấy cam. Qua đỏ bi cam hoa vàng. Qua đỏ bi cam hoa vàng. Là mới có 3 bộ rồi chị. Lấy hoa cam luôn hả chị? Lấy hoa cam luôn cho chị Thùy Linh. Số 1. Cam 3 bộ chị. Đẹp quá. Bi tím. Không, mới cứ chốt chỉ qua cam đi. Bà tính đổi mà cuối cùng bà không đổi. Áo bà ba hả? Áo bà ba chắc hết hàng rồi chị ơi, không có size lớn áo bà ba đâu chị. Ê cái bộ này nãy giờ không có mặt nè. Cái đỏ gì mà đắt đó. Không phải đắt mà nó ít. Bộ này chốt giùm em qua xanh. Vàng số 1 chốt chị Thủy Võ. Chốt giùm em là hoa xanh. Chụp bộ hoa xanh này nữa lát đăng Facebook té xỉu rồi. Hỏi tụm chụp đẹp quá ha. Lẹ vậy có tăng không nội? Tăng. Chụp tí chụp lên cho nó chân dài. Rồi em xuống like nha mấy chị đẹp ơi. Qua đỏ nữa. Rồi ok.
ok. Ủa hồi nãy em chút qua đổi với chị Linh rồi á. Nãy chút chị Linh rồi á, chị Linh đây. Trời ơi mệt quá. Có để ý là ngày dài hơn đêm không? Không, ban ngày nó dài hơn đêm. Nó chừng khoảng 4 giờ rưỡi là bắt đầu là nó hơi có chạy lẹ lắm. Xíu là sẽ quay lại là 10 giờ đêm. Còn ban ngày từ hoa xanh số 4 chốt su hào. Hoa xanh đang mặc nè. Bi cam số 6 chia lê kiểu. Em đang mặc là quần giả váy á chị Lan. Quần nó rộng như cái váy này đó chị. 130 một bộ nha mấy chị mấy cô ơi. Nè có quần nó rộng như cái váy này nè chị Lan. Nè. Mặc giống nhìn như cái váy đó chị Lan, ta kêu là quần giả váy đó chị. Ta kêu là đồ giả váy á, đẹp lắm, sang lắm chị Lan. Thiệt luôn á. Rất là sang cho mấy cô mà tầm 4 mấy rồi trở lên á, 5 mấy, 6 mấy tuổi, tại vì cái này là cái tay á. Con may cho mấy cô là tay lỡ, mấy cô dễ mặc ha. Mình đi chợ buổi sáng, mình đi chợ cũng rất là sang. Mình đi phụ dọn đám này kia cũng sang ha. Đó. Mà vải rất là đẹp, yên tâm về cái phần vải nha. À, em dơ màu lên cho chị Lan coi nha. Em dơ bông lên nha, chứ là em bán từ nãy giờ rồi. Rồi nhảy qua đây. Nhảy qua đây lộn đồ lên chị coi. Dạ, dạ váy màu. Dạ đúng rồi. Ê, vải giả váy màu chắc già bữa nó về á. À, chốt xanh này á, rồi qua xanh số 5 cho Trinh Juli. Rồi ok. Vậy của chị Trinh Juli á, ngày mai em sẽ đổi lên hết size 5 cho chị nha. Nhân viên em có chốt đơn cứ kêu đổi lên hết size 5 cho chị nha. Bà ba màu mà loại gì mới được chị? Mấy chị hỏi rõ ràng giùm em gái mới biết đường trả lời. Màu ống ôm hay ống rộng, trơn hay đá, rồi hàng sale hay là hàng nghiêm. Bà ba em chỉ về một lô ống ôm mới thôi, còn ống rộng em chưa có về. Rồi em cho chị Lan nè. Chị Lan ơi em có hoa cam. Em mặc số 1 trong người từ nào giờ em mặc số 1 không à. Rồi chốt giùm em hoa cam. Em mới chị thấy vậy chứ ngoài em nhỏ xíu con à. Tại vì em có 44kg à, cao 1,5m thôi. Chốt giùm em hoa cam. Em cho mấy chị coi màu lại quần là hai túi nha. Hoa cam. Không rộng đâu, tại vì 65kg tới 1,5m lận. Tới 1,5m lận. Rất là thấp. Sợ là cái áo mà có bụng nó còn chật nữa. Tại vì cái áo này là em may áo ôm. Quần thì mình không nói rồi, quần thì nó thoải mái rồi ha. Thì quần nó tới giả váy là nó rộng. Có cái áo thì sợ chật đó. Hay là chị có thể lấy hai bộ xe này, hai bộ xe kia cũng được. Ví dụ về lỡ số 5 có rộng chị bóp vô, bóp cái áo vô chút xíu thôi. Sợ chật mình nới ra nó mới khó. Chốt giùm em bi cam nè. Bi cam 1 đến 6. Ngày mai nhân viên chốt đơn, chị nói là thôi lấy cho chị hai bộ số 4 bông đó, rồi hai bộ kia đổi lên số 5. Cái gì về chị canh xay đi ha. Chị canh coi chị muốn xay nào thì mốt chị mua ủng hộ em với xay đó. Rồi, mai mốt chị vô chị chỉ cầm bên cái xay thôi, chị khỏi cầm bên số ký. Tại vì form em đặt một xưởng một thôi. Chị nào lấy bi cam, chốt bi cam giùm em. Qua tím này chị Lan, qua tím đẹp lắm. Nè mấy chị coi cái quần nè. Cái quần dơ lên giống như cái chân váy của mình. Qua tím. Hai anh em mà sáng giờ làm được con cục bi lớn đó hả? Qua tím chốt đơn giùm em. Tại sao không kiếm cái nào đăng ký? Ủa về sáng giờ anh ngồi không luôn hả? Đang chốt của anh đó, em lấy rồi. Trời đất ơi, rồi cái sim bữa hổm còn ấy nó quỷ đâu? Ủa sao cái gì anh cũng không biết chưa nhỉ? Cái sim của nó quỷ rồi, anh vô lấy cái điện thoại kia nó mất tiêu rồi, thấy đâu.
rồi cái hai cái điện thoại của con nó xài đâu? Thì vô lấy đó, có sim nào đâu. Rồi vậy cái sim ai tháo ra? Không biết. Bộ đầu tiên kêu qua cam. Bộ đầu tiên này là qua cam giùm em. Còn bộ này là bi xanh. Mai cái cổ rất là khéo luôn. Cái cổ rất là khéo cái cổ nha. Nè, vừa phải không có bị rộng mà không bị rảnh, không bị thòng cổ luôn. Thiệt sự luôn. Cái bo này nè. Mai cổ khéo hay. Rồi, qua cam số 3 em chốt chị Xuân Lan. Cái này chốt giùm em là bi xanh nè. Bi xanh. Em có qua vàng đó nè chị Lan. Chị Lan ơi, em có qua vàng nè. Qua vàng nè chị Lan. Đẹp. Qua vàng. Rồi qua hồng luôn chị Lan ơi. Em có qua hồng luôn. Chốt giùm em qua hồng 1-6. Rồi chốt giùm em là đỏ. Chốt giùm em là đỏ. Chốt giùm em là đỏ nha, đỏ. Cái nhí đỏ này thì mình hết số 3 rồi. Nhí đỏ này hết số 3 rồi, không giới thiệu cho chị Lan được. Bi tím. Bi tím chốt đơn giùm em. Vải rất là đẹp, bi tím này đẹp quá. Ủa rồi còn băng gì nữa không? Bi cam. Bi cam. Áo này có ben nha. Rồi vậy mà nãy nó không ben. Áo này có ben mấy chị ơi. Hoa em đang mặc là hoa xanh số 3 với chị Lan. Em mặc hết rồi chị Lan ơi. Qua đỏ số 3 còn không? Không. Còn qua hồng. Được cái sạch đèn rồi. Qua em đang mặc số 3 hết rồi chị. Cũng quá. Chốt giùm em xanh đen đi. Dạ 130 chị Kim Mỹ, quần giả váy đẹp lắm. Chốt giùm em là qua xanh đen. Xanh đen này em có. Xanh đen này em có 3, có 4, có 5, có 6. Xanh đen đi chị Lan cũng đẹp. Qua xanh em đang mặc số 3 hết. Chị nhảy lên số 4 cũng được. Chị về chị bóp cái ben như chút xíu là được. Anh có sạc pin điện thoại em giùm không? Lấy mấy cái sim lắc em kiểm tra lại. Em đăng ký cho con ấy nó chốt đơn. My đang mặc số 4, ok, vậy chốt qua xanh số 4 với chị Lan. Về có gì bóp cái ben vô giùm em chút xíu nha chị gái. Bóp cho nó sâu vô chút xíu á. Qua xanh số 4 mình còn kìa. Hình như còn cũng có 1 bộ luôn. Hên ghê. Còn có 1 bộ mặc luôn á chị Lan ơi. Hồi nãy chị nào nói mua nửa ký kem quên Yến. Chị nào nãy nó mua nửa ký kem ta. Như Quỳnh nha. Nhớ chị Như Quỳnh với Phi Yến. Qua xanh số 6 cho chị Lily Trần nè. Bi tím và qua đỏ số 6 cho Lily Trần. Qua đỏ 6 mình còn không? Bi tím. Qua đỏ số 6 em hết rồi đó chị Pha Lily ơi. Trần Pha Ly vậy nè. Em hết rồi, qua đỏ 6 rồi, qua xanh 6 cho chị Lê Kiểu. Qua đỏ 6 em hết rồi chế chọn màu khác giùm em ha.
số 6 chị coi cái cổ này. Bộ số 6 chị coi cái cổ. Số 5 cổ như này. Cổ khác. Mà có viền thì nó đẹp hơn. Rồi. Em xuống like nha mấy chị yêu dấu ơi. Rồi em xuống like nha.